31, đây là mở khóa kỹ năng mới. Không phải nhà ngươi tỷ tỷ không thấy ta. Ngươi chớ nói nhảm, nhà ta tỷ tỷ mỗi ngày nghỉ công tử, làm sao có thể không thấy ngươi. Lý Tu trúc khẽ giật mình, không hiểu đồng thời tâm tình tốt. Vậy ngươi ngăn đón ta? Thúy Vân nghe vẫn là hiểu rồi, nguyên lai like là hiểu lầm. Tỷ tỷ không có trang điểm đâu, sợ ngươi nhìn thấy, để cho ta ngăn công tử hóa cái trang. Thì ra là như thế, trắng để cho ta sợ bóng sợ gió một hồi. Hừ, xem ra là cái mông ngứa. Liền chút chuyện nhỏ này vậy ngươi tránh ra ta không có quá nhiều thời gian chỉ sợ không có rảnh chờ ngươi nhà tiểu thư hóa trang cái này tiểu thư biết không đợi thúy vân nói xong lý tu trúc liền hù dọa lên tiểu hài tử ngươi lại không tránh ra ta có thể đi a à. đừng 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 ta để cho ta để tỷ tỷ nếu là biết thúy vân đem công tử tức giận bỏ đi nhất định sẽ đem thúy vân bán đi tỷ tỷ a à, ngươi cũng đừng trách ta công tử hắn ta thật ngăn không được a à. phanh ai nha tu trúc ngươi như thế nào tiến vào đừng nhìn ta đừng nhìn ta nhanh xoay người sang chỗ khác Lý Tu Trúc nghe vậy cười, đừng nói, lộng nguyệt cái dạng này thật đúng là có chút khôi hài. Chỉnh cùng một thằng hề tựa như, trái một nửa, phải một nửa, khó trách không để hắn đi vào đâu. Ngươi còn cười, ngươi còn cười, còn không xoay qua chỗ khác. Lý Tu Trúc cũng không cười nàng, đương nhiên cũng không xoay qua chỗ khác, mà là mở miệng nói, bảo bối đừng làm rộn, ta hôm nay cũng không có bao nhiêu thời gian, nhiều nhất một nửa canh giờ liền phải đi. Lộng Nguyệt cũng không đoái hoài tới không có vẻ xong trang mặt, lập tức đứng lên. Sớm như vậy. Đúng nha, còn phải cho tiểu di muội nhóm mua đồ chơi đúng đây là ta thiếp thất đêm qua phát sinh chút ngoài ý muốn cũng coi như ma ngươi nhận người một chút lộng nguyệt đã sớm thấy được bình bạc chỉ là trong lúc nhất thời không có phân rõ bình bạc thân phận bởi vì bình bạc mặt không phải đắt như vậy khí kiểu dáng cũng giống hạ nhân mặt chính là trong ngôn ngữ nhiều một chút cô dâu khí tức muội muội tốt ta gọi lộng nguyệt bình bạc nghe vậy vội vàng hành lễ một cái khiếp khiếp mở miệng nói tỷ tỷ tốt ta gọi bình bạc muội muội không cần đa lễ cũng không cần câu nệ đến ta này liền vào nhà mình một dạng có rảnh thường tới ngô cũng không cần tự mình tới hảo đây cũng không phải là địa phương tốt gì bất quá xin tha thứ tỷ tỷ chiêu đãi không chu đáo tỷ tỷ thời gian có hạn có rất nhiều lời muốn cùng lý lan nói ngô tỷ tỷ các ngươi làm việc trước ân thúy vân ngươi dẫn ta muội muội đi thư phòng ngồi một chút thúy vân vội vàng lên tiếng tốt tỷ tỷ phu nhân bên này lúc này bình bạc gánh vác rất lớn tiểu thư cho ta xem hảo cô gia này cái này trở về sẽ bị tiểu thư dọn dẹp a à. lý tu trúc một tay lấy lộng nguyệt bế lên đi trở về đến trước bàn trang điểm nhìn xem lộng nguyệt bên mặt hôn một cái mở miệng nói ra đáng tiếc ta sẽ không trang điểm bằng không thì giúp lộng nguyệt họa mi chắc hẳn cũng là vô cùng có ý tứ lộng nguyệt nghe vậy trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc rõ ràng cũng rất chờ mong như thế hình ảnh vậy ta về sau dạy phu quân rất đơn giản vừa học liền biết tốt bất quá bây giờ muốn chính ngươi vẽ lên tình địch của ngươi hẳn là rất nhanh sẽ tới tình địch phó nguyệt hoa nàng làm sao biết lộng nguyệt mi đầu hơi nhíu nhất thời đứng dậy đẩy ra cửa sổ một góc đánh giá chung quanh rồi một lần là có người theo dõi Phu quân sao bọn hắn cẩn thận như vậy sao ta thế mà không phát hiện được Lý Tu trúc nghe vậy cười cô nương này thông minh là thông minh đáng tiếc đó là ngươi không nghĩ tới đáp án tốt đừng suy nghĩ nhiều bất quá ngươi bây giờ vẫn là tốt nhất trước tiên vẽ lên trang mặt khác ta muốn hỏi hỏi ngươi gần nhất mấy ngày nay thế nào Lộng Nguyệt nghe vậy một bên trang điểm một bên ôn nhu mở miệng nói ta còn tốt Phu quân đi ta liền chuột thân cho mình đã ba ngày không gặp khách buổi tối hôm nay ta dự định lên đài hiến nghệ. 15 tháng 8 là bình chọn hoa khôi thời gian, hoa khôi hàng năm một bình, ta lấy 2 năm rồi, năm nay chưa hẳn có thế cầm bên trên. Hoặc là gặp khách, hoặc là biểu diễn, chỉ có dạng này mới có thể để cho ta bảo trì nổi tiếng. Bằng không thì một bài thủy điều ca đầu kinh diễn đến đâu, cũng không nhất định giữ chắc hoa khôi. Mà tại không muốn gặp khách điều kiện tiên quyết, biểu diễn là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, kỳ thực còn có một loại biện pháp, chính là lẫn lộn tác phẩm xuất sắc. Nhưng cái này quá khó khăn, ta nghĩ cho dù là phu quân tài hoa, cũng rất khó thời gian ngắn lại có tác phẩm xuất sắc a à. tiểu cô nương cùng ta chơi tâm nhãn lý tu trúc không có luôn chiều đè xuống lộng nguyệt thân thể hướng về phía hai bên đùng đùng chính là hai bàn tay còn cùng tướng công tính toán mưu trí không ngoan sao khụ khụ đứng lên thật dễ nói chuyện không phải liền là tác phẩm xuất sắc sao cho ngươi thêm viết một bài cầm giấy bút tới mau dậy lại không đứng lên phó nguyệt hoa liền đến tới thì tới đi để cho nàng nhìn một chút cũng được ngươi hóa xong trang ân Lý Tu Trúc nâng lên lộng nguyệt khuôn mặt nhỏ, nhất thời bị kinh diễm đến. Quả nhiên là xuất từ thanh lâu, cái này trang điểm chính là kiến thức cơ bản, cái này một vẻ vốn là gương mặt tuyệt đẹp càng nhiều ba phần kinh diễm. Hơn nữa vốn là vũ mị khuôn mặt nhỏ, càng thêm mê người. Lý Tu Trúc nhịn không được, a đi lên, tiểu yêu tinh quá mê người như thế nào phá. Lộng Nguyệt cũng không để ý son phấn sẽ bị ăn hết, vẻ đẹp như vậy trang, ngay từ đầu không phải là vì cho Lý Tu Trúc nhìn sao, bây giờ mới nên dáng vẻ vốn có. Đến nỗi phó Nguyệt Hoa tới. Lại cắn một chút son phấn liền tốt, cũng liền một hai cái hô hấp chuyện. Cùng lúc đó, ngoài 200 thước khách sạn, Sa Phu Mã Chính im lặng uống rượu. Nhìn xem trước mặt một đĩa rau trộn rau xanh, hắn đây thiệt thòi hai cái tiền đồng a. Ai có thể nghĩ tới cái này cách thanh lâu gần tử lâu, một hộp rượu thế mà đắt hai cái tiền đồng, nửa hộp chính là ba cái tiền đồng. Hơn nữa ngươi không thể làm uống đi. Phải có điểm nhắm rượu đồ ăn a, tiện nghi nhất rau trộn cải trắng tâm, một cái tiền đồng một đĩa nhỏ. Hợp lấy lần này kéo xe, còn thiệt thòi hai cái tiền đồng, phu xe này thời gian cũng như thế khó chịu đừng sao. Bỗng nhiên, thân dần dần cấp trên lý tu trúc đẩy ra lộng nguyệt nhìn về phía cửa sổ thế nào phu quân phó nguyệt hoa tới lộng nguyệt theo cửa sổ nhìn lại quả nhiên có một chiếc xe ngựa theo đường đi mà đến không những như thế chỉ thấy bên cạnh còn có một chiếc một dạng xe ngựa thậm chí ngay cả đèn lồng đều như thế chỉ là cổ xe ngựa là bất động lộng nguyệt trong nháy mắt đoán được đây là lý tu trúc ngồi xe ngựa che giấu tai mắt người tấu chương xong chương 32, phó nguyệt hoa cho hài tử khi dễ nhanh khóc che giấu tay mắt người xe ngựa đi qua chiếc xe kia thời điểm cũng không dừng lại ngay lập tức lý tu trúc liền khẳng định phó nguyệt hoa quả thật có thể nghe được tiếng lòng của mình bằng không thì nàng sẽ không trực tiếp tới thanh lâu ít nhất là phát hiện xe ngựa sẽ đi trước tửu lâu xem không chỉ lý tu trúc xác định chính là lộng nguyệt cũng xác định chỉ có điều xác định đồ vật không giống nhau xem ra phu quân quả nhiên bị người theo dõi lúc này lý tu trúc cũng không dám ở trong lòng suy nghĩ nhiều cưỡng ép ngăn chặn lại chính mình tất cả tâm lý hoạt động thẳng đến xác định lúc này phó ánh trăng xe ngựa khoảng cách đã tiến vào hắn 200 trăm mét bên trong sau mới ở trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Phó Nguyệt Hoa cái kia tiểu nương môn tất nhiên nghĩ không ra ta bây giờ tại làm gì, cũng tất nhiên nghĩ không ra ta nhào Nguyệt sẽ ở nàng nha hoàng trong phòng yêu đương vụn trộm A. 150 mét về sau. Xong, bị Phó Nguyệt Hoa phát hiện, nàng làm sao biết ta tại thanh lâu. Ai cáo bí mật? Lão mã. Cũng không đúng, nàng không có phát hiện lão mã xe. Đi nhanh lên cửa sau đi vòng qua, tiến vào tử quán nàng coi như trong lòng hoài nghi, cũng nói không ra lời gì tới. Xe ngựa vẫn như cũ không ngừng, Lý Tu Trúc lập tức biết, tiếng lòng phạm vi muốn so cái này càng nhỏ hơn. 100 mét, 90 mét, 80 mét, 40 mét. Lý Tu Trúc im lặng, so với mình nghĩ còn thiếu sao. Vẫn là Phó Nguyệt Hoa ném lại khí, phát hiện. Cái này cũng đã suy nghĩ sáu đoạn tâm trong lời nói cho, như thế nào một điểm phản ứng cũng không có. 30 mét. Phó Nguyệt Hoa cọp cái này sao lại tới đây, nàng tới nơi này làm gì? Còn thẳng đến thanh lâu tới. Ta đi, này làm sao liền đến dưới lầu, chắc chắn là lão mã lão già đáng chết kia đánh báo cáo không được, ta phải nhanh chóng mang theo ta bình bạc tiểu quay quay giấu đi trước tiên. Phó ánh trăng sắc mặt bắt đầu biến ảo, theo lý tu trúc tiếng lòng, cũng phát giác tự mình tới quá tinh chuẩn. Ai, đây vẫn là khí cấp công tâm, khinh thường. Bất quá nàng ngoại trừ cảnh giác, cũng càng tức giận. Hỗn đảng này, bảo ta không phải tiểu nương môn chính là cọp cái. Gọi cái kia hoa khôi tiểu bảo bối, gọi bình bạc tiểu quay quay, ta một cái tướng phủ đại tiểu thư còn không bằng hai người bọn họ sao? Bất quá lý tu trúc lời nói lại cho nàng nhất định dẫn dắt. Vương bá, đi xem một chút xa phu lão mã ở đâu, người gọi tới. Vương bá cũng chính là phó ánh trăng xa phu, nghe vậy vội vàng mở miệng nói, lão mã hẳn là lúc trước ngoài 200 thước tử lâu, ta nhìn thấy nhà của chúng ta xe ngựa ở đó. Ngoài 200 thước, ngươi như thế nào không nói sớm. Ngươi đi đem lão mã mang tới, chiếc xe ngựa kia để trước ở bên kia không nên động, ta tại trong còn Lâm Viễn chờ các ngươi. Là, tiểu thư. Nhìn phó ánh trăng xe ngựa đột nhiên dừng lại, Lý Tu trúc cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, xem ra phía trước không phải phát hiện, mà là ngay tại lúc này khoảng cách này đại khái đánh giá một chút khoảng cách thẳng tách khoảng cách này hẳn là nhiều nhất 10 trường kế tiếp không thể suy nghĩ lung tung phải tận lực sàng lọc tiếng lòng nhưng mà cũng không thể một điểm không để nàng nghe được lý tu trúc lấy được mong muốn tin tức lập tức buông lỏng không thiếu tới thừa dịp nàng còn chưa lên tới ta trước tiên cho ngươi một bài thơ thời gian khẩn cấp có thể cũng chỉ có một bài lộng nguyệt lúc này mới nhớ tới chuyện này vỗ óc một cái vội vàng mở miệng nói một bài là đủ rồi lý là ngươi trước tiên viết ta đi ngăn chặn nàng thực sự là bị hôn mộng thế mà quên chuyện chính trước đó thường nghe những cái kia tiếp khách nữ tử nói chuyện nam nữ tuyệt vời bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ là hôn vậy mà liền tuyệt vời như vậy. Đều do Lý Lan, làm hư ta à. Thật sự là Lý Tu Trúc nghe không được lộng nguyệt tiếng lòng, bằng không thì cần phải một tráng dấu chấm hỏi, đây không phải tiểu nương môn này làm hư chính mình sao? Ác nhân cáo trạng trước. Thi từ rất nhiều, có thể sử dụng cũng quá nhiều. Nhưng là bây giờ thời gian có hạn, đương nhiên là nghĩ đến đâu bài là cái nào bài. Mỹ nhân cuốn rèn châu, sâu ngồi nhào mày ngài. Nhưng thấy nước mắt ẩm ướt, không tri tâm hận ai. Khoán tình, bất giới cư sĩ. Ok, Hoàng Mỹ. Ân. Ừ. Ok. Có ý tứ gì? Bọn hắn đang làm cái gì? Phó Nguyệt Hoa đột nhiên cảm giác được chính mình ít đọc sách, cái này tiện nghi tướng công trong lòng thật nhiều từ ngữ nàng cũng không quá có thế minh bạch. Lý Tu Trúc dù sao cũng là vừa biết bị nghe lén tiếng lòng, thật nhiều chỗ không chú ý tới, duy nhất để cho hắn cảnh giác chỉ có không bại lộ điểm này. Đi thôi, Kim Bình, chúng ta đi vào trước. Là, tiểu thư. Kim Bình xuống xe trước, đỡ phó Nguyệt Hoa sau khi xuống xe vừa đi vừa tò mò hỏi tiểu thư ngươi là thế nào đoán được cô gia tới thanh lâu đó a à? phó Nguyệt Hoa cũng không có dự định cùng bất luận kẻ nào chia sẻ có thế nghe lén lý Tu trúc tiếng lòng bí mật nghe vậy hừ nhẹ một tiếng hắn vừa tỉnh ngủ ăn cơm cứ như vậy gấp gáp ra bên ngoài chạy chắc chắn là muốn gặp nhân tình lúc trước hắn không có chỉ có thành hôn đến đây qua một lần thanh lâu như vậy người này tất nhiên là lần trước ta nhìn thấy Hoa khôi lộng tháng Kim Bình Mộng phía trước chỉ biết là cô gia đi thanh lâu nhưng không nghĩ tới cô gia tìm tiểu nương tử lại là Hoa khôi lộng Nguyệt a. À, cô gia nhân tình lại là hoa khôi lộng nguyệt nương tử ta nghe chúng ta phủ thượng nói muốn nhìn hoa khôi lộng nguyệt nương tử biểu diễn một lần chỉ là vé vào cửa liền muốn hai quan tiền vẫn là phải sớm nửa tháng mới có thể xếp thượng đẳng đúng ta còn nghe người gác cổng tiểu ngũ nói lộng nguyệt hoa khôi buổi tối hôm nay biểu diễn cô gia chắc chắn là tới xem biểu diễn a nghe kim bình càng ngày càng hưng phấn tán dương cùng hướng tới phó ánh trăng sắc mặt càng ngày càng đen ngươi hưng phấn như vậy là có ý gì nàng thế nhưng là cùng ngươi nhà tiểu thư đoạt nam nhân ngươi đến cùng là bên nào vừa có cái bình bạc đâm lưng xong tiểu thư nhà ngươi ta, ngươi liền nghĩ đầu hàng địch đến cái kia tiểu hoa khô dưới cờ sao? Kim Bình. Ân, vừa lên tiếng quay đầu, Kim Bình trong nháy mắt cứng đờ. Xong, xong, lần này chết chắc, ta đây là thế nào, ta là đầu óc nước vào sao? Tại sao muốn tán dương hoa khôi? Tiểu thư ta sai rồi, ta. Ta. Tốt, ta không trách ngươi. Tham gia náo nhiệt là nhân chi thường tình, ngươi cũng là tuổi còn nhỏ, tâm tính không chắc. Nhìn tiểu thư nhà mình nói như vậy, ngữ khí cũng coi như ổn định đạm nhiên, cùng bình thường không khác kim bình nhẹ nhàng thở ra cảm ơn tiểu thư cảm ơn tiểu thư ngày sau ta tất nhiên nghĩ lại tuyệt không nói lung tung kim bình lúc này ảo não tiểu thư hảo như vậy sao có thể là địch nhân nói chuyện đâu nhưng ngay tại kim bình lâm vào bản thân ảo não thời điểm phó nguyệt hoa bỗng nhiên khóe miệng khẽ cong nghĩ lại hà tất sau này một hồi trở về sao chết ba lần nô huấn cũng đúng lúc vững vàng tâm tính kim bình một mặt dấu chấm hỏi nhìn xem tiểu thư nhà mình đã nói xong không có sinh khí đâu đã nói xong ta tuổi còn nhỏ không trách ta đây coi ta là đồ đần sao? đều phạt chụp ba lần ngươi đây nói không trách ta còn không cám ơn ngươi nhà tiểu thư ta đây chính là vì muốn tốt cho ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này đều vui vẻ ngốc hả ta thật là cám ơn ngươi a à, tiểu thư đa tạ tiểu thư đề điểm nô tỳ sẽ cố gắng sao chép ghi nhớ tiểu thư dạy bảo phó nguyệt hoa hài lòng thông suốt hừ một cái hai cái xem các ngươi còn dám hay không ăn cây táo rào cây sung phó nguyệt hoa vừa vào cửa tú bà đã nhìn thấy nhất thời liền choáng váng nhưng mà lại không nghĩ đối mặt vẫn là phải đối mặt a à. phó tiểu thư ngài đã tới a à, ngài cái này ngày càng mỹ lệ quả nhiên là càng sống càng trẻ mặc dù cái này nịnh nọc lời nói thật là dễ nghe nhưng mà phó nguyệt hoa đó là ngay cả vui vẻ chút nào cũng không có hẳn phải biết ta tới làm gì a à? người đâu hiện tại ở đâu cái gian phòng phó nguyệt hoa há miệng tú bà liền trong lòng căng thẳng kẻ đến không thiện a à, hy vọng cái kia sao chổi về sau cũng lại đừng đến nếu không phải là bởi vì lộng nguyệt cái này hoa khôi nàng là thực sự nghĩ tại cửa ra vào bày cái lệnh bài, Lý Tu Trúc cùng cậu không được đi vào. Tấu chương xong. Chương 33, lại giao phong phó Nguyệt Hoa VSC sì Lộng Nguyệt. Biết, biết, bất quá lần này chúng ta cũng không có làm ngài tướng công sinh ý. Chính là A, hắn cứng rắn xông vào trong, chúng ta cũng ngăn không được. Phó Nguyệt Hoa nghe vậy mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng nói, người đâu, mang xuống A. Ha ha, ta coi là là ai đây, nguyên lai là phó tiểu thư tới. Tự hồ cùng ngày đó không sai biệt lắm vị trí, cũng tự hồ cùng ngày đó không sai biệt lắm tràn cảnh, nhưng mà một lần này Lộng Nguyệt cùng Phó Nguyệt Hoa đều so với ngày đó trạng thái tốt hơn ba phần. Lộng Nguyệt là bởi vì lý tu trúc nguyên nhân càng thành thục, càng có ý vị, mà Phó Nguyệt Hoa là bởi vì trang dung càng mỹ lệ hơn ba phần. Thật muốn nói phân cái ai thua ai thắng, vậy chỉ có thể nói Mai Lan trúc cúc, mỗi người mỗi vẻ. Hai nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lập tức hai người cũng là trong lòng khác thường. Phó Nguyệt Hoa, tao đệ tử, càng ngày càng rối loạn. Cũng không biết Lý Tu Trúc cái kia hỗn đảng đến cùng thích nàng cái gì. Lộng Nguyệt, Lần trước không phải rất thanh cao, lần này làm sao còn hóa trang điểm. Như thế nào, sợ ta uy hiếp bờ được ngươi. Ngươi cái kia thanh cao kình đâu? Lộng Nguyệt trước tiên mở miệng nói, bất quá ngài tới thật là không phải lúc. Phó Nguyệt Hoa không đợi Lộng Nguyệt nói xong, trên mặt liền có thêm ba phần trào phúng. Ngươi nên không phải muốn nói cho ta hắn vừa vặn chân trước đi thôi. Nếu quả là như vậy, vậy ta cần phải xem thường ngươi. Ngươi diễn, ngươi tiếp lấy diễn, hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi cái này tiểu hồ ly lẳng lơ như thế nào diễn. Lộng Nguyệt bị chẹn họng một chút, lập tức liền biết thuyết pháp này nói không mở. Đúng rồi, cái này, cọc cái đều sắp xếp người giám thị, cái kia chắc hẳn cái này thượng lâm biển chung quanh cũng có người giám thị. Lộng Nguyệt nhãn châu xoay động, lại có lý do thoái thác. Khi cũng không phải, chính là a, à, hắn hôm nay ở nhà ăn đau bụng, tại tiêu chảy. Nếu không thì tỷ tỷ ngươi đi lên xe một chút. Như thế giờ bẩn sự tình hẳn là có thể ngăn cản Phó Nguyệt Hoa đi. Nhưng mà để cho Lộng Nguyệt không nghĩ tới là, Phó Nguyệt Hoa chợt lạnh nhạt nở nụ cười, đáp ứng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật thế mà lại tiêu chảy. lộng nguyệt nghe lông mày nhảy một cái, rõ ràng như vậy ẩn dụ, muốn nghe không hiểu cũng khó khăn a. À. đáng tiếc có ít người làm cho lại sạch sẽ cũng không người ăn, chật chật chật. lần này đổi thành phó nguyệt hoa không đè ép được, lập tức nhếch mắt nhìn về phía lộng nguyệt. ngươi tại nói ai? giờ khắc này một bên tú bà lập tức gấp, cái này đừng bóp dậy rồi, vì như vậy cái tiểu bạch kiểm không đáng a. À. Hơn nữa hai ngươi vật lộn có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta a, à? ngươi một cái tướng quốc thiên kim nếu là bị chút tổn thương, vậy ta cũng có thể tại chỗ qua đời. Nếu là ta cây rụng tiền lộng nguyệt bị thương tổn, vậy ta đây phải bồi thường bao nhiêu tiền a? À? Bọn muội muội, nghe ta một lời khuyên, rời xa cẩu nam nhân, chúng ta tự mình mỹ lệ a. À? Khụ khụ, phó tiểu thư, Lộng Nguyệt nàng chắc chắn không phải nói người, càng sẽ không là ngài, Lộng Nguyệt ngươi nói đúng không đúng? Lộng Nguyệt, ngươi nói một câu a. À? Mụ tú bà nói chuyện còn giật giật Lộng Nguyệt ống tay áo dường như đang ám chỉ Lộng Nguyệt, người này ngươi đắc tội không dậy nổi. Lộng Nguyệt tự nhiên cũng biết đắc tội không nổi, bằng không thì nàng còn xuất đầu lộ diện làm gì, trực tiếp mang Lý Tu Trúc về nhà giúp chồng dạy con. Lộng Nguyệt đầu chuyển hướng một bên, tức giận nói, ta nói chính là có ít người nấu cơm làm lại sạch sẽ cũng không người ăn, cũng không có chỉ ngươi, ngươi nếu là suy nghĩ nhiều ta cũng không biện pháp. Cùng lúc đó, Lý Tu Trúc tìm được bình bạc, trực tiếp mở miệng nói, một hồi tiểu thư nhà ngươi nhìn thấy ngươi hỏi ngươi cái gì, ngươi liền cứ nói thật cái gì, cái gì cũng không cần giấu giếm, có biết không? Bình bạc nghe vậy khẽ giật mình, ngay sau đó trong lòng chính là căng thẳng. Tiểu thư tới. "Xong, xong, lần này chết chắc, bất quá phu quân ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giấu giếm, chỉ là ngươi nhanh chóng trước tiên giúp ta suy nghĩ một chút lý do." Bình bạc bây giờ trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ đến. Bình bạc càng nói càng sợ, nói một chút tựa hồ mắt thấy vô vọng, qua một tiếng khóc lên. "Lý tu trúc tê, nhưng ngươi làm gì thì làm gì a, à, ngươi cái này bỗng nhiên vừa khóc tính toán chuyện gì xảy ra?" "Ngừng ngừng ngừng, đừng khóc, đừng khóc." "Nghe ta" tiểu thư nhà ngươi hỏi ngươi cái gì ngươi liền đáp cái đó tuyệt đối đừng đem chính mình cuốn vào nghe ta không tệ bình bạc lập tức không phân rõ lý tu trúc đến cùng nói là thật là giả đây nếu là nói hết là người bình thường có thể làm được chuyện sao chờ đã không phải người bình thường có thể làm được chuyện hu hu ô ta đi này sao còn càng khóc càng lợi hại đâu phó nguyệt hoa không đợi lý tu trúc mở miệng bên kia bình bạc sẽ khóc lấy lẩm bẩm song song cô gia sợ choáng váng ta nhưng làm sao bây giờ a à? mệnh của ta như thế nào khổ như vậy a à? hu hu Lý Tu Trúc. Ngươi mới choáng ván, cả nhà ngươi đều ngu. Không đúng, cả nhà giống như cũng coi như ta đây. Cam, bị tức choáng ván A. À. Một bên khác, lão mã tại lão vương dẫn dắt phía dưới bước vào thượng lâm viễn. Lúc này lão mã cũng tại trong lòng cấu kiến vô số tâm lý dự án, cho cô gia lực tẩy đó là không có khả năng. Liền hướng về phía cô gia cái kia keo kiệt kình, cùng để cho hắn tổn thất hai cái tiền đồng phân thượng, hắn liền không khả năng vào lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn lại chính là bỏ đá xuống giếng, bất quá cái này bỏ đá xuống giếng cũng là có học vấn, tốt nhất là không để bị bỏ đá xuống giếng cô gia ghi hận. Nhưng mà hắn suy nghĩ một vòng, thế mà không nghĩ tới tốt lý do thoái thác. Nếu đã như thế, cô gia, xin lỗi rồi. Phó Nguyệt Hoa nhìn xem chịu thua Lộng Nguyệt cũng là bỗng nhiên cười, nhưng đây là không hài lòng cười. Không biết Lộng Nguyệt cô nương hát một chi khúc phí tổn bao nhiêu. Tú bà mặc dù không hiểu nó ý, nhưng vẫn là mở miệng nói, đơn độc biểu diễn mà nói, một lần nữa canh giờ 300 sâu. Công diễn lời nói 200 cái danh ngạch, đạt được thanh lâu nhà Nguyệt chia ba bảy sổ sách, đại khái cũng gần như 300 sâu hảo, hôm nay ta muốn nghe lộng nguyệt cô nương hát một khúc. Nghe bọn hạ nhân nói, các ngươi cô nương thích nhất hát cái gì thập bát mô, liền hát một bài thập bát mô tốt. Thập bát mô nàng ngẫu nhiên nghe được bọn hạ nhân kia hát qua hai câu, cũng chính là như thế, mới muốn cầm tới nhục nhã một chút tên tình địch này. Nhất thời, tú bà nhà nguyệt cũng là biến sắc, loại đồ vật này chỉ có tối chỉ dựa vào bán da thịt thanh lâu mới có. Các nàng loại này cao cấp thanh lâu tiếp xúc cũng là vương tôn công tử, văn nhân nhã sĩ, liền con em nhà giàu cũng không thấy mấy cái, nơi nào sẽ loại đồ vật này hơn nữa nàng lộng nguyệt cho phó nguyệt hoa hát loại này khúc đây không phải thỏa đáng vũ nhục người sao mụ tú bà mặc dù sắc mặt cũng có chút khó xử nhưng vẫn là tận lực ôn hòa mở miệng nói cái này ngài có thể thật đúng là nghe không được phó nguyệt hoa đầu lông mày nhướng một chút giống như cười mà không phải cười nói như thế nào mở cửa mà từ chối khách không sợ ta đem ngươi lầu đập lộng nguyệt nghe vậy lại cười khoác khoác tay bên trong la phiến mở miệng nói tỷ tỷ thật đúng là nói đúng ta còn thực sự có quyền lợi từ chối khách tỷ tỷ có thể không biết lộng nguyệt đã tự chuộc lỗi mở hay không mở cửa có gặp hay không khách, cũng là ta nói tính toán. Ngươi cũng không cần động một chút lại cầm phá tiệm uy e hiếp mụ mụ, cái này thượng lâm biển chính là bác hiền vương. Ngươi muốn nói đánh chữ mụ mụ vài câu còn có thể, nhưng ngươi nếu là không có nói đến qua lý do, đập cái này thượng lâm biển, ngươi đoán lại là kết quả gì? Nói xong lộng nguyệt tiến lên trước, gần sát phó ánh trăng lỗ tai nói khẽ, thật bác mô đúng không, ta có thể học, nhưng mà ta không hát cho ngươi nghe, chỉ hát cho ngươi phu quân nghe kỹ không tốt. Khiêu khích. Rất tốt. Đại khái thứ bảy lên khung, mời mọi người ủng hộ nhiều hơn, cho thêm phiếu phiếu, phiếu phiếu cho nhiều, lên khung mỗi ngày ba canh A, ân, giữ gốc một tuần lễ, các người đây không lấy ra trân tàng đã lâu tiền giấy tới chết chết ta. Tấu chương xong. Chương 34, coi ta là oan đại đầu không có khả năng. Không có khả năng. Khiêu khích. Rất tốt. Phó Nguyệt Hoa trong mắt hơi hít, bỗng nhiên kinh thường nở nụ cười, đồng dạng xích lại gần đến lộng nguyệt bên tai. Tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cho ta hát. Phải không? Ta rửa mắt mà đợi. Nhất thời, hai người lần nữa đối mặt, trong ánh mắt phản phất có ánh chớp tại va chạm. nờ, tại sao lại là như thế này, đây là xảy ra chuyện gì, chẳng lấy lộ là cái quỷ gì. Xong, cái kia cọc cái không có khi dễ ta lộng nguyệt tiểu bảo bối a. À. Phó Nguyệt Hoa hơi nheo mắt lại, lập tức nhìn về phía trên lầu, trong ánh mắt lửa giận đã nhanh không áp chế được. Hỗn đảng, bảo ta cọp cái, gọi nàng tiểu bảo bối đúng không? Hôm nay nếu là không thu thập ngươi, ngươi không biết cái gì là người ở rễ đúng không? Phó Nguyệt Hoa ngẩng đầu, chỉ thấy trên lầu Lý Tu Trúc đang lôi kéo bình bạc đi ra ngoài nhìn thấy phó ánh trăng ánh mắt đầu tiên lý tu trúc ngẩn người tại chỗ ta đi đây là cái kia cọc cái cái này này đây cũng quá dễ nhìn a à. cái này một trang điểm chính là sao lộng nguyệt cũng đẹp mắt một tia a hơn nữa tiểu nương môn này khí chất rất đỉnh a à. cái này nếu không thì ta liền theo nàng a à. phó nguyệt hoa trong mắt lửa giận mắt trần có thể thấy dập tắt thậm chí còn có điểm đắc ý nhìn lướt qua hừ nghe không ta dễ nhìn hơn ngươi lý tu trúc nhìn phó ánh trăng ánh mắt nhìn về phía lộng nguyệt khóe miệng bỗng nhiên lôi ra một cái đường cong nhưng vào lúc này bỗng nhiên lão mã tiếng la đột nhiên vang lên tiểu thư tiểu thư chính là hắn cô gia bức ta a à, cùng lão nô không quan hệ không đợi phó nguyệt hoa cùng lý tu trúc phản ứng lại xa phu mã trong nháy mắt quỳ trên mặt đất tiểu thư là cô gia khăng khăng muốn tới thanh lâu còn nói nếu là lão nô không mang theo hắn tới hắn liền đem lão nô chìm sông lão nô thật là không có cách nào a à. tê hảo diễn kỹ a à, đem cái kia khổ đại cừu thâm hoàn toàn bất đắc dĩ áp bách diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế a à. Lý Tu Trúc không nghĩ tới lão Mã còn có thể có diễn kỹ này. Đúng, Bình Bạc cô nương còn khuyên qua cô gia, nhưng mà cô gia hắn không nghe a. À. Còn có, cô gia hắn còn nghĩ mua chuột ta, nhưng mà trong lòng ta chỉ có chúng ta phó gia. Không tin tiểu thư có thể hỏi Bình Bạc cô nương, tự có cô nương thay lão nô chứng minh, xem lão nô nhưng có nửa câu lời nói dối. Hảo một bức trung thành làm chủ hảo gia nô, ngươi đây cùng phía trước lão Mã là song bào thai a. À. Mã Quân đâu? Ngươi đi ra a. À? Lý Tu Trúc nhìn xem lão Mã cái kia kỹ thuật diễn xuất tinh xảo trừng mắt cậu ngốc chất vấn, không phải, ngươi không phải bắt ngươi lão mẫu tính mệnh đã thề sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Lão mã nhìn về phía Lý Tu Trúc khóe miệng mang theo một tia cười quỷ quyệt, chỉ thấy lão mã sâu kín mở miệng nói, cô gia phí tâm, ta kia đáng thương lão mẫu ba năm trước đây đã đi. Cờ mờ nờ, thao tác như thế tao sao? Ta cư nhiên bị dân bản địa tính kế. Tâm tình khoái động phía dưới, Lý Tu Trúc không có khống chế tốt cách diễn tả. Hắn đây cũng quá cho người xuyên Việt mất mặt a. À mặc dù hắn ngay từ đầu cũng không trông cậy vào lão mã giữ bí mật, nhưng mà hắn cũng không nghĩ đến lão mã biết chơi ra cái này ra tao thao tác. Cầm đã chết lão mẫu thề, ngươi thật đúng là đại hiếu tử a. Phó Nguyệt Hoa nhìn một chút hai người, trực tiếp đối với không có mở miệng bình bạc hỏi bình bạc đến cùng chuyện gì xảy ra. Bình bạc nghe vậy theo bản năng nhìn về phía Lý Tu Trúc, lập tức đưa tới Phó Ánh Trăng bất mãn. Ân. Lý Tu Trúc vỗ óc một cái, vũ trụ mở miệng nói, tiểu thư hỏi ngươi cái gì, ngươi liền nói cái gì, yên tâm, ta sẽ không phạt ngươi. Hừ hỗn đảng này phía trước chắc chắn uy hiếp bờ bình bạc bình bạc cũng không biện pháp chỉ có thể cứ nói thật nhưng nàng nghĩ nghĩ bỗng nhiên gãi gãi đầu tiểu thư ta không biết từ chỗ nào bắt đầu nói từ ngươi cùng cô gia ra khỏi nhà bắt đầu nói tiểu thư có thế nhặt nói sao không thể không sót một chữ các ngươi dọc theo đường đi nói tất cả lời nói làm tất cả mọi chuyện đều nói một lần tại phó nguyệt hoa xem ra không có gì không thể nói nhưng rất nhanh nàng liền tê khi bình bạc bắt đầu nói Nói đến thì cho Sa Phu hai văn tiền đi uống rượu, bên cạnh truyền đến, phốc phốc, một tiếng cười khẽ. Chỉ thấy lúc này Lộng Nguyệt nước mắt đều nhanh bật cười, chính là mụ tú bà mụ mụ cũng kìm nén đến rất khó chịu. Phó Nguyệt Hoa lập tức trừng lý tu trúc một mắt, hỗn đảng này, như thế nào như thế thích cho nàng mất mặt. Cho năm cái tiền đồng còn móc cầm về ba cái, chỉnh thật giống như ta phó gia không cho ngươi tiền. Nghĩ tới đây, Phó Nguyệt Hoa bỗng nhiên trì trệ, còn giống như thật không có đưa tiền. Lúc này Lộng Nguyệt bỗng nhiên nghiêng người nhìn về phía Lý Tu Trúc, nghịch ngợm nở nụ cười. Quý Vân, đi ta tiền trong rương cầm 3.000 lượng ngân phiếu tới. Cái này nữ nhân ngu sủng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho Lý Tu Trúc? Hỗn đảng, đây là tại đánh lão nương khuôn mặt A. À. Phó Nguyệt Hoa chẳng những bị Lý Tu Trúc cả phá phòng ngự, liền lộng Nguyệt cũng cho nàng phá phòng ngự. Bị ngoại thất bao nuôi người ở rễ, đây nếu là truyền đi, nàng Phó Nguyệt Hoa cũng là trò cười. Tu Trúc, về nhà. Về nhà. Ta đây đại bảo bối còn không có cho ta tiền đâu, ngươi không cho không thể cũng không bị người khác A. À. Khá lắm, hỗn đảng này thật đúng là muốn a à, đây chính là cơm chùa tiền a à. chờ đã hỗn đảng này ngay từ đầu liền định lừa ta 500 lượng kim tới hắn là có thế có ý tốt muốn phó nguyệt hoa bó tay rồi xem ra hôm nay cái này tiền là tỉnh không được dứt khoát liền hào phóng điểm hôm nay sở dĩ như vậy vội vã tìm ngươi ngoại trừ bởi vì lão mã báo cáo còn có một việc là bởi vì phụ thân muốn nhìn ngươi một chút tài năng lão mã ta báo cáo ta không phải là vừa báo cáo bất quá nhìn thấy đại tiểu thư cảnh cáo ánh mắt lão mã lập tức nhận, đây là oa, nhưng mà hắn không thể không cổng. Ai, lão mã trong lòng đắng a. À. Phụ thân muốn nhìn ta mới có thể. Đúng, định cho ngươi năm nghìn lượng làm bằng bạc sinh ý. Dừng một chút, Phó Nguyệt Hoa tiếp tục nói, cái này sinh ý độc lập với phó gia bên ngoài, vô luận ngươi kiếm vẫn là bồi thường, đều thuộc về chính ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy mình không có cái này mới có thể, cầm lấy đi hoa giả có thể. Hắc hắc, ta liền biết để cho lộng nguyệt kích một chút tiểu nương môn này nàng chắc chắn nhịn không được. Hắc hắc, ta 500 lượng kim, cái này chẳng phải chuyển cái tay lại trở về. Cái kia lộng nguyệt bảo bối tiền còn muốn sao? Tính toán, lộng nguyệt bảo bối kiếm chút tiền không dễ dàng, không thể nhận nàng. Nếu là lộng nguyệt một hồi mạnh cho, ta phải nghĩ chính ngôn từ cự tuyệt nàng. Ân, dạng này phó nguyệt hoa trên mặt mũi hài lòng, ta còn có thể cho nhà ta tiểu bảo bối tiết kiệm tiền. Phó nguyệt hoa nghe lý tu trúc tiếng lòng, trên trán gân đều nhảy lên. Hỗn đảng này là đương ta oan đại đầu, không thu nàng, chỉ phí ta đúng không? Ta lại không thể nhường ngươi như ý, không phải liền là khuôn mặt sao? ta phó nguyệt hoa từ bỏ thừa dịp thúy vân còn không có xuống lầu lý tu trúc vội vàng mở miệng nói nương tử ta liền biết ngươi là yêu ta đi thôi chúng ta trở về đi thôi ta muốn ăn chúng ta đầu bếp làm thịt kho tàu con ba ba cụ cụ lộng nguyệt cô nương hữu duyên lại đến nghe hát vốn là nghe người ta nói ngươi hôm nay có biểu diễn xem ra hôm nay vô duyên thưởng thức không tới lộng nguyệt khẽ gật đầu biết lý tu trúc tại cùng nàng đánh lời nói sắc bén bằng không thì nếu là lý tu trúc muốn nhìn nàng có thể chuyên môn vì hắn biểu diễn, như thế nào biểu diễn cũng có thể loại kia. Công tử chờ chút, người ta cũng coi như là tri âm, lộng miệt có một phần tiểu lễ nghĩ tiễn đưa ngươi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, mặt dày vô sĩ cầu điểm phiếu phiếu. Tấu chương xong. Chương 35, lão mã người một nhà này khi dễ ta một cái người thành thật a. Công tử chờ chút, người ta cũng coi như là tri âm, lộng miệt có một phần tiểu lễ nghĩ tiễn đưa ngươi. Đúng vào lúc này Thúy Vân chạy xuống, không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, ba nghìn lượng ngân phiếu liền đưa tới lộng nguyệt trong tay. Lộng Nguyệt không chần chờ chút nào, thuận tay liền đưa cho Lý Tu Trúc. "Lý công tử, đi ra ngoài bên ngoài có nhiều chỗ cần dùng tiền, ta biết cái này đối ngươi mà nói là tục vật, nhưng mà một dạng ắt không thể thiếu, công tử xin nhận lấy." Lý Tu Trúc biết đến phiên mình, vừa định nghĩa chính ngôn từ mở miệng, bỗng nhiên bên cạnh đưa tới một cái trắng thuần sắc tay nhỏ, đem tiền bắt tới. Lộng Nguyệt cô nương có hảo ý, Nguyệt Hoa thay ngoại tử nhận. Nói xong phó Nguyệt Hoa đem ngân phiếu đưa cho Bình Bạc, mở miệng nói, "Bình Bạc, số tiền này ngươi cầm, cô gia thường ngày tiêu xài cùng khen thưởng ngươi tới phụ trách." nói xong phó nguyệt hoa nhìn về phía lộng nguyệt cười con mắt như hoa mở miệng nói nhà ta ngoại tử cũng là nhân duyên hảo không nghĩ tới đi dạo cái thanh lâu cũng có thu vào nếu như về sau lộng nguyệt cô nương có hoa không xong tiền có thể đều đặt ở ngoại tử ở đây giả dạ a à. không biết xấu hổ như vậy người là phó nguyệt hoa phó nguyệt hoa không biết xấu hổ cùng lão nương cũng không muốn rồi nói thật lý tu trúc đối với những thứ khác hắn đại khái đều có thể dự liệu được nhưng mà cái hắn này là thật không có dự liệu được hắn chính là chọc tức một chút tiểu nương môn này không nghĩ tới tiểu nương môn này thế mà trực tiếp bắt đầu chơi hậu hắc học. Bất quá đối mặt phó ánh trăng âm dương, lộng nguyệt nhưng lại không sinh khí, mở miệng cười nói, tốt, ngược lại ta cũng không cần bao nhiêu tiền, liền cho công tử hoa A. Phó nguyệt hoa trì trệ, trầm mặt phút chốc, bỗng nhiên mở miệng nói, thời gian không còn sớm, tu trúc, đi. Cái quỷ gì? Như thế đầu voi đuôi chuột sao? Phó nguyệt hoa không nói lời gì nữa, thậm chí ngay cả một điểm biểu lộ cũng không có. Nàng cũng không ngồi cùng Lý Tu Trúc một chiếc xe ngựa trở về, vẫn là vẫn như cũ mang kim bình ngồi lão vương xe ngựa thì ra ngay mới vừa rồi, nàng bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng. Chính mình đối với Lý Tu Trúc nói cho cùng là lợi dụng, liền xem như dự định cùng hắn ngủ sinh con, cũng chỉ là bởi vì thua thiệt. Dưới tình huống bình thường cái này không phải không thể, nhưng mà nàng chợt phát hiện lộng nguyệt cái này gái lầu xanh đối với Lý Tu Trúc tài thật sự thích. Chẳng những vì chính mình trục thân, còn cho Lý Tu Trúc bạc, loại kia không so đo được mất cho. Cái này khiến nàng rất thất bại, mình tại làm cái gì? Bỗng đã viên ương. Dựa vào cái gì? Dựa vào bản thân là hắn có tiếng mà không có miếng ngươn tử. Cùng lúc đó, về đến phòng Lộng Nguyệt nhìn thấy trên bàn thơ tê. Thơ được chứ? "Hảo, đơn giản quá tốt, xem xét đó là có thể lưu truyền thiên cổ câu hay, nhưng trong thơ này ý tứ nàng không thích." Câu thơ ở giữa u oán phản phất xuyên thấu qua thi từ đập vào mặt, để cho nàng có chút hoảng hốt. Nếu là ngày bình thường nhìn còn tốt, nhưng mà đánh theo lý tu trúc, nàng không nhìn nổi những thứ này. Suy nghĩ một chút cái kia bị ném bỏ, hoặc sẽ không còn được gặp lại hình ảnh, nàng liền đau lòng không thể thở nổi. "Lý Lan, ngươi nhưng tuyệt đối đừng để cho Lộng Nguyệt biến thành trong bài thơ này nữ tử một dạng a." lục lọi trên thi từ này không tri tâm hận ai mấy chữ, nàng lại có một loại cảm động lây. Nếu thật có khi đó, là hận Lý Lan, hay là hận mình nhìn lầm rồi người. Hô! Hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra, nàng lúc này mới cảm giác thư thái một chút. Kiếp! Nhỏ nhẹ tiếng đẩy cửa truyền đến, Thúy Vân đi đến. Tỷ tỷ, cần ăn vặt sao? Tiếp qua một canh giờ muốn biểu diễn. Tính toán, không ăn, hôm nay khẩu vị không phải rất tốt. Thúy Vân khẽ giật mình, nhà mình cô nương không ăn cơm còn là lần đầu tiên. Thế nhưng là tỷ tỷ, Ngươi không ăn cơm vạn nhất đói gầy, Lý công tử sẽ đau lòng. Lộng Nguyệt trì trệ, ánh mắt sáng tỏ quay đầu nhìn xem Thúy Vân hỏi, ngươi nói là Lý Lan sẽ đau lòng? Đúng à, tỷ tỷ ngươi nhìn Lý công tử nhiều quan tâm ngươi, vừa giải cấm túc, trước tiên liền tới tìm ngươi. Hắn quan tâm như vậy ngươi, ngươi nếu là đói gầy, hắn nhất định sẽ đau lòng. Lộng Nguyệt nghe vậy khóe miệng không kìm hãm được cong. Ngươi nói đúng, ta không thể gầy, ta muốn để chính mình lấy tốt nhất diện mạo lần nữa gặp Lý Lan. Đi chuẩn bị ăn a, à, một chút thanh đạm bánh ngọt là được một hồi có biểu diễn, sau khi biểu diễn xong ta ăn thêm chút nữa. thúy vân cười thầm, cô nương đây là bị lý công tử nắm chết a. À. hảo, tỷ tỷ, ta này liền an bài. cùng lúc đó, lý tu trúc cùng bình bạc cũng tại nói chuyện. cô gia, số tiền này nếu không thì vẫn là ngươi cầm a. À. tiểu thư nhà ngươi nhường ngươi bắt ngươi liền lấy, bằng không thì nàng nhường ngươi lấy ra, ngươi không lấy ra được nàng có thể cho ngươi được chứ? lý tu trúc dừng một chút tiếp tục nói, ta biết ngươi là muốn ta tốt, nhưng mà nhà chúng ta trước mắt mà nói vẫn là nàng định đoạt. chờ ta bu lý tu trúc trong nháy mắt ngừng lại ý nghĩ trong lòng không cẩn thận thiếu chút nữa thì lọc mặc dù phó nguyệt hoa không biết cô ý gì nhưng mà vạn nhất đoán được ý tứ đâu một cái khác chiếc trên xe ngựa phó nguyệt hoa sửng sốt một chút phù hộ không biết có ý tứ gì phó nguyệt hoa cũng không để ý cái này tiện nghi phu quân thường xuyên sẽ có một chút ý tưởng kỳ quái cái kia cô gia ngươi có cần tiền chỗ nói với ta tiểu thư nói ngươi có thể tùy tiện xài hảo lý tu trúc nói xong nhìn về phía màn xe bên ngoài lão mã nhà ngươi còn sống mấy người nói cho ta một chút thôi mã quân tê cô gia đây là không muốn buông tha hắn a à. khụ khụ cô gia nói đùa ta lão mã một cái xa phu không có gì cả chỉ còn lại một người cô đơn ngài a à, cũng không cần tại trên người của ta quan tâm nhiều mã quân vốn cho rằng cái này cô gia là muốn cầm người nhà của hắn uy hiếp ở hắn đâu nhưng lý tu trúc câu nói tiếp theo cho hắn không biết làm gì ân ừ, đã hiểu vậy ngươi lần tiếp theo lấy chính mình thề a à. tỷ như nói nếu như lại suất bán ta liền lòng bàn chân sinh đau nhất hoa cúc bị bạo ruột xuyên bụng nát vụn miệng méo mắt lát các loại cái quỷ gì đây là còn muốn dùng ta tiết tấu chỉ là lời thề có phần quá độc ác a à. đây là người có thể làm ra chuyện cô gia ngươi cái này còn muốn dùng ta ngươi không hận ta ghét ta lý tu trúc nghe vậy kỳ quái mở miệng nói ta tại sao không dùng ngươi tại sao phải hận ngươi ghét ngươi ngươi vốn chính là phó gia sa phu ngươi nói cho ngươi nhà tiểu thư cái gì cũng là bản phận a mã quân trầm mặt phút chốc bỗng nhiên mở miệng nói không phải ta cáo bí mật ân ta biết chắc chắn ngữ khí trực tiếp cho lão mã nghe tê hợp lấy hai vợ chồng các ngươi lòng dạ biết rõ, liền để ta cổng nồi, chơi ta thôi. Cái kia, nếu không thì cô gia ngươi thay cái xa phu. Trong nhà chúng ta năm, sáu cái xa phu đâu. Không đổi, về sau ta đi ra ngoài liền ngươi. Nói xong Lý Tu chút nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với Bình Bạc nói, nhớ kỹ, về sau vẫn là một lần cho lão mã hai cái tiền đồng, nhiều một cái tử cũng không cho a. À. Phốc phốc. Bình Bạc nhịn, nhưng mà thật không có nhịn xuống, cái này thật là quá tuyệt, ha ha ha. Ngoài xe lão mã một mặt dính nhau, vì sao cái này chịu đến để trọng cảm giác như thế để cho người ta muốn giết người đâu? Cô gia, nếu không thì ngài cho bốn cái. Bằng không thì ngài nếu là già đi thanh lâu, ta cái này cần bồi thường tiền A. Thanh lâu bên cạnh tử lầu nửa học rượu ba cái tử đâu, một cái trộn lẫn cải trắng cũng một cái tử đâu. Mặc dù phía trước không phải ngươi cáo bí mật, nhưng mà đằng sau ngươi chính xác bán ta đi. Cái này cần phạt. Dừng một chút, Lý Tu Trúc hay là cho lão mã xuất ra một cái chiêu. Nếu không thì ngươi có thể tích lũy tích lũy, hai ngày uống một lần rượu, bình thường đi nhìn người khác uống, nghe vị được nhân ngôn không? Không làm người A. À. Tấu chương xong. Chương 36, yêu nhau phiên sắp bày ra. Dừng xe, lão mã dừng xe. Ô cô gia thế nào? Lý Tu Trúc không có đáp lời, mà là trực tiếp đối với Bình Bạc nói, hầu bao cho ta. Bình Bạc khẽ giật mình, móc ra túi tiền của mình hỏi, cô gia không cần ngân phiếu sao? Không cần nhiều như vậy. Lý Tu Trúc nhảy xuống xe ngựa, lập tức hướng về một bên quán ven đường vị đi tới. Lão nhân gia bán thế nào? Lý Tu Trúc trước mặt là một mặt người quầy hàng, phía trên có đủ loại đủ kiểu mặt người phần lớn cũng là võ tướng cùng tiểu động vật nhưng mà cũng có hai cái tiên nữ động vật một văn tiền đồng nhân vật hai cái tiền đồng khách quan ngươi muốn mấy cái muốn hai cái đại tiên nữ một cái trung đẳng tiên nữ hai cái tiểu tiên nữ đại tiên nữ một cái váy trắng một cái váy lục tử trung đẳng tiên nữ muốn chính hồng váy hai cái tiểu tiên nữ muốn màu hồng váy lão nhân nghe xong liền cười mặc dù gian hàng này bên trên đều không thích hợp nhưng mà hắn có thể làm a à, không dùng đến một hồi công phu hắn một đơn này vừa mở trương trong nhà hôm nay liền có thể ăn no rồi, còn có thể gặp hai lượng thức ăn mặn. Khách quan chờ, tiểu lão nhân cái này liền làm. Rất nhanh. Lý Tu Trúc khẽ giật mình, nhìn xem tiểu lão nhân cái kia lo lắng hắn chạy dáng vẻ ít nhiều có chút không thoải mái. Đếm ra 10 cái tiền đồng, đặt ở lão hán trong gian hàng, Lý Tu Trúc mở miệng nói, đây là tiền. Yên tâm, ta không chạy, ngài yên tâm làm liền là. Tiểu lão nhân nghe vậy nụ cười trên mặt rực rỡ một chút, an tâm bắt đầu làm. Lúc này bình bạc cũng đi theo ra ngoài, nhìn thấy trên mặt mặt người vui mừng, có chút hiếu kỳ mặc dù nàng gặp qua thế nhưng là không thật tình như thế nhìn qua trước đó đi theo tiểu thư vội vàng mà đến vội vàng mà đi mặc dù tăng một chút kiến thức nhưng mà lại cùng những thứ này đồ chơi nhỏ quan hệ không lớn lý tu trúc nhìn về phía chung quanh cái này xem xét thật là có không thiếu đồ chơi nhỏ tiền lưu lại hắn cũng không cần lại bực này quay người đi mua ngay hai cá bát lãng cổ còn có bốn chi cây sáo lúc này đi ở phía trước lão vương nhất chuyển công phát hiện lão mã không có đuổi kịp lập tức mở miệng nói tiểu thư cô gia đậu xe ân Phó Nguyệt Hoa đưa tay đẩy ra rèm một góc nhìn ra ngoài, rất nhanh liền phong tỏa lý Tu Trúc cùng Bình Bạc, nhất thời chính là khẽ giật mình. Ngay sau đó Phó Nguyệt Hoa liền lộ ra nụ cười, lý Tu Trúc hỗn đảng này đối với chính mình mấy cái muội tử thật sự ưa thích a. À. Bất quá nghĩ như vậy nàng lại có chút ấy nấy, bao lâu không cho bọn muội muội mua lễ vật. Lần trước mua tự hồ vẫn 3 năm trước đây. Tiểu thư, chúng ta đợi sao? Chờ. Lý Tu Trúc cũng không mua bao nhiêu, nhìn thấy mặt người làm tốt, thu đồ vật liền lên xe. Vừa lên xe, liền thấy Bình Bạc ánh mắt hâm mộ, lý Tu Trúc mỉm cười. Hoàng Mỹ Dung mạo phối hợp nụ cười ấm áp, phản phất một vòng nắng ấm chiếu vào Bình Bạc trong lòng. Ngay tại Bình Bạc còn tại Phạm Hoa Si thời điểm, Lý Tu Trúc đưa lên một cây mặt người. Từng đưa cho ngươi. Cho ta. Bình Bạc kinh ngạc nhìn Lý Tu Trúc nhào bột mì người, tựa hồ không thể tin được. Đương nhiên, ngươi không nhìn thấy đây là áo xanh phục sao? Chuyên môn làm cho ngươi. Cái này bạch y phục chính là bọn ngươi nhà tiểu thư. Cái kia tiểu nương môn nếu là biết ta cho nàng làm một cái mặt người, nhất định sẽ rất vui vẻ a. À. Phó Nguyệt Hoa khóe miệng hơi gấp cười nhưng mà nàng lại dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh nói hai chữ, ngây thơ. Tiểu thư ngươi nói cái gì? Không có, ngươi nghe lầm. Nghe lầm. Kim Bình kỳ quái nhìn một chút tiểu thư, cũng chỉ có thể tự nhận là mình nghe lầm. Xong, ta đây là tuổi còn nhỏ liền nghe nhầm rồi sao? Phía trước lão gia tự mình xem bệnh, ta nghe đại phu nói tựa như là thận hư mới có thể dạng này, muốn pha cẩu kỹ, cây long nhãn ấm bổ, chờ một chút để cho phòng bếp cũng giúp ta mua chút a. À. Hu hu ô, vì cái gì ta sẽ đến loại bệnh này, cũng không biết ta tiền tháng có đủ ăn hay không những thứ này. Ai cũng không biết, vẻn vẹn bởi vì một câu nói, Kim Bình liền bổ não vừa ra vỡ kịch, thỏa đáng nghĩ quá nhiều. Lý Tu Trúc thì tiếp tục trêu chọc lấy Phó Nguyệt Hoa, tại dừng lại một chút sau, tiếp tục sinh ra tiếng lòng. Bất quá nàng vạn nhất không thu ta chẳng phải là rất lúng túng, nếu không thì dứt khoát không cho nàng. Ân, ừ, dạng này rất tốt, chỉ cần ta không chủ động, nàng cũng đừng nghĩ cự tuyệt ta. Hỗn đảng, ngươi cũng không có tiễn đưa làm sao sẽ biết ta sẽ cự tuyệt. Phó Nguyệt Hoa cảm giác chỉ cần rời cái này nam nhân tới gần, liền không có không tức giận thời điểm. Nam nhân này thật sự cậu a. À. Không bao lâu, xe ngựa đứng tại tướng phủ trước cửa, Phó Nguyệt Hoa chờ Lý Tu Trúc sau khi xuống xe nhàn nhạt mở miệng nói, lấy ra. Ngô, cái gì? Ngươi mua đồ vật, đều lấy ra. Ngươi làm gì? Lý Tu Trúc ánh mắt cảnh giác nhìn chầm chầm Phó Nguyệt Hoa tiếp tục nói, đây chính là ta cho di muội nhóm mua. Ta biết, nhưng mà ta muốn trước kiểm tra một chút có vấn đề hay không? Chỉ có không thành vấn đề, mới có thể yên tâm ngươi cho các nàng. Lý Tu Trúc chần chờ một chút, hay là đem bốn cái mặt người, bốn cái cây sáo, hai cá bát lãng cổ lấy ra. Phó Nguyệt Hoa con mắt đảo qua, lập tức liền biết cái nào mặt người là chính mình, lập tức đưa tay rút ra nhìn một chút, lại nhìn một chút bốn cái cây sáo, cũng rút ra một cây nhìn một chút. Trong lúc nhất thời nhìn không ra có vấn đề gì, ta lấy trở về xem, còn lại ngươi trước tiên có thể cho các nàng. Nhất thời Lý Tu Trúc Tê. Không phải, cái kia cây sáo thật không phải là đưa cho ngươi. Phó Nguyệt Hoa đầu lông mày nhướng một chút, cái này không phải cho ta. Bất quá ngay sau đó trên mặt của nàng lại lộ ra nụ cười. Cây sáo không phải cho ta, ý tứ nói đúng là mặt người là cho của ta. Ngô. Không. Không phải. Đó là. Đó là. Nhìn xem Lý Tu Trúc chột dạ không dám nhìn tới ánh mắt, Phó Nguyệt Hoa cảm thấy mình đoán được đáp án. Bất quá Phó Nguyệt Hoa cũng không vạch trần Lý Tu Trúc tiểu tâm tư, chỉ là mở miệng nói, đồ vật chọn không tệ, bất quá phía ngoài đồ vật đến cùng không an toàn. Về sau vô luận mua cái gì, đưa tới một phần, ta trước nghiệm một chút, xác định không thành vấn đề lại cho Vân Sương các nàng. Ngô, tốt a. À nghe được lý tu trúc đáp ứng phó nguyệt hoa quay người tiến vào phủ trên khóe miệng một vòng cười yếu ớt tựa hồ ám chỉ lòng của nàng lúc này tình rất tốt lý tu trúc cũng theo ở phía sau tiến vào trên khóe miệng đồng dạng một vòng cười yếu ớt cũng ám chỉ tâm tình của hắn lúc này tỷ phu tỷ phu nghe nói ngươi cho chúng ta mua lễ vật ở nơi nào ở nơi nào lý tu trúc vào cửa còn không có một khắc đồng hồ ba cái tiểu di muội lại tới bất quá gì hai muội vân sương còn chưa đi đến ngược lại là tiểu tam cùng tiểu tứ hai cái tiểu quỷ rải hoang chạy tới lý tu trúc miễn cười đem một bên mặt người cùng trống lúc lắc đưa tới lập tức hấp dẫn hai cái tiểu hài tự ánh mắt qua cái này tiểu nhân thật xinh đẹp là bảo châu sao đúng vậy a à, đây là bảo châu đây là mưa bụi lý tu trúc giới thiệu xong mặt người lại giới thiệu trống lúc lắc đây là trống lúc lắc tỷ phu cũng không biết các ngươi có hay không cho nên cũng cho các ngươi mua cái nghe được lý tu trúc lời nói hai tiểu hài tử vui vẻ mở miệng nói cái này chúng ta có nhưng mà chúng ta càng ưa thích tỷ phu mua lúc này bảo châu con ngươi đảo một vòng đối với lý tu trúc nói tỷ phu ngươi ngồi xổm xuống điểm bảo châu có thì thầm cùng ngươi nói tấu chương xong chương 37, dạy cô em vợ thổi địch tỷ phu ngươi ngồi xổm xuống điểm bảo châu có thì thầm cùng ngươi nói tiểu ni tử nhỏ như vậy liền có bí mật nhỏ lý tu trúc cũng không suy nghĩ nhiều nghe lời ngồi xổm xuống hắn ngược lại là cũng rất tò mò cũng không biết tiểu nha đầu này có cái gì bí mật chẳng lẽ là tỷ tỷ nàng hát lịch sử không phải là tỷ tỷ nàng đái dầm tè ra quần tai nạn xấu hổ a phó nguyệt hoa phó ánh trăng sắc mặt mắt trần có thể thấy đen xuống lý tu trúc lần này ý nghĩ đầu tiên thật không phải là cố ý tiếng lòng cái đồ chơi này siêu cấp khó khăn khống chế liền cùng ngươi không cay không vui một dạng mặc dù ngươi dự định từ bỏ nhưng mà có lúc vẫn là theo bản năng thả nhưng mà để cho lý tu trúc không nghĩ tới bảo châu tại ngồi xuống hắn sau trong nháy mắt cho hắn một cái hôn hôn đứa nhỏ này so với hắn tỷ tỷ khả ái nhiều phó nguyệt hoa xong con nhé, lại lọc phó nguyệt hoa sẽ không tới hỏi rõ tình huống sau giết chết ta đi không dám nghĩ không dám nghĩ Kim Bình, ngươi đi cô gia bên kia xem mấy cái tiểu thư đang làm gì. Là, đại tiểu thư. Bên này Lý Tu Trúc còn không có đứng lên, mưa bụi cũng bu lại, hướng về phía Lý Tu Trúc liền hôn đi qua. Nhưng vào lúc này, Bảo Châu bỗng nhiên đẩy mưa bụi một cái lập tức liền để mưa bụi thân sai lệch. Mưa bụi ánh mắt nháy nháy mắt, đều quên rời đi. Lý Tu Trúc trì trệ, lập tức kéo ra mộng mộng mưa bụi. Bình bạc tê, vội vàng hướng về phía sau lưng đồng dạng đã nhìn tê dạy mấy cái nha hoàng âm thanh lạnh lùng nói, chuyện ngày hôm nay truyền đi, phía trước những gia đình kia chính là các ngươi tấm gương, có biết không? mấy cái nha hoàng lập tức rung lên vội vàng mở miệng cô gia yên tâm chúng ta cái gì cũng không thấy cái này hỏng bảo châu lý tu trúc thực sự là bó tay rồi lý tu trúc nghĩa chính ngôn từ nhìn xem bảo châu nói bảo châu về sau không cho phép có biết không đang tại cười trộn bảo châu nháy nháy mắt to không hiểu hỏi tỷ phu không thích sao ngày đó ngươi còn để chúng ta thân ngươi đây nhưng đó là hôn mặt ngươi xem một chút ngươi vừa rồi làm cho đây nếu là để người khác biết mưa bụi sau khi lớn lên không có cách nào lập gia đình đối với cái này Lý Tu Trúc cũng không cách nào tán thành, cái này cùng tiểu hài tử yêu thích hôn mặt là hai chuyện khác nhau. Lúc này Vân Sương đi vào trong phòng, chỉ nghe được một câu cuối cùng nàng, kỳ quái hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Đối với Vân Sương, Lý Tu Trúc ngược lại là không có dấu giếm. Vừa rồi Vân Sương tới hôn ta khuôn mặt, bảo châu đẩy nàng một chút, kết quả thân sai chỗ. Thân sai chỗ. Không gã ra được. Nhất thời Vân Sương ánh mắt rơi vào Lý Tu Trúc ngoài miệng, tiếp đó bỗng nhiên quay người, thần sắc trở nên lạnh. Chuyện vừa rồi ai nếu là nói ra, cẩn thận cái mạng nhỏ của các ngươi, chính là ta đại tỷ cũng không cho phép nói có biết không mấy cái nha hoàng tê muốn hay không thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta a à? nhị tiểu thư bình bạc tỷ tỷ đã phân phó chúng ta cái gì cũng không thấy đúng vậy nhị tiểu thư chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy nhìn mấy cái nha hoàng nhao nhao tỏ thái độ vân sương lúc này mới gật đầu tốt tất cả đi xuống a chờ ở bên ngoài lấy là nhị tiểu thư bình bạc chần chờ một chút cũng quay người đi ra vân sương lúc này mới ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía bảo châu lập tức cho bảo châu bị hù trốn lý tu trúc sau lưng lý tu trúc vội vàng mở miệng nói tốt vân sương đừng nóng giận thật tốt cùng bảo châu nói nàng còn nhỏ tiểu không phải mượn cớ lần này may mắn là trong nhà nếu là ở bên ngoài hai người bọn họ về sau còn thế nào lấy chồng vậy ngươi cùng với nàng thật tốt nói đúng cái này cho ngươi đây là ta mang cho ngươi lễ vật lý tu trúc nói đem trung hào màu đỏ mặt người đưa cho vân sương vân sương khẽ giật mình liếc mắt nhìn cái kia người khoác áo đỏ mặt người yên lặng không nói nàng lúc này mới chú ý tới hai cái tiểu muội một người cầm một cái xuyên áo trắng tiểu hào mặt người. Cảm ơn ngươi, tỷ phu. Không khách khí, còn có ba cây cây sáo, vốn là thuyết giáo các ngươi thổi địch, bất quá các ngươi đại tỷ đem ta cái kia cầm đi, chờ ta lại mua một cây sẽ dạy ngươi nhóm. Thổi địch. Phó Vân Sương quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ba cây cây sáo. Phó Vân Sương ngược lại là đối với nhạc khí rất hiếu kỳ, đây là nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua. Tỷ phu có thể bây giờ dạy ta một chút sao? Đương nhiên. Mặc dù thiếu một căn, nhưng mà không phải chuyện, đây không phải còn có ba cây thế này. Học tập âm nhạc đầu tiên phải biết ngũ âm, cũng chính là cung thương sừng trưng vũ, bất quá bây giờ các ngươi trước tiên không cần học cái kia, cái này đối với các ngươi tới nói có thể có chút buồn tẻ. Cây sáo thổi, cần bảo trì khí giọng bình ổn. Vân sư ngươi tới trước thử xem, một mực lấy một cái vững vàng thổi hơi thổi nó, thẳng đến có thế thổi lên nó. Ô! Nhìn phó vân sương thổi lên cây sáo, Lý Tu Trúc gật đầu, tiếp tục nói, rất tốt, kế tiếp là theo lỗ. Cái này tương đối khó, so nhận ngũ âm càng khó, bình thường hoàn toàn không có hứng thú người bắt đầu nếu là học không tốt rất có thể liền sẽ không muốn học cho nên tỷ phu trước tiên dạy các ngươi một bài khúc các ngươi chỉ cần trích dẫn liền tốt chờ các ngươi thổi thuần thục ta sẽ dạy ngươi nhóm nhận âm giọng thấp cao âm như thế nào theo như thế nào phóng lý tu trúc cầm lên cây sáo thổi lên đây là một cái thư giãn khúc hơn nửa mười phần ngắn là hậu thế tiễn biệt âm thanh bài hát này ngay từ đầu cũng không biết là kèn ác mônica vẫn là lá cây diễn tấu nhưng mà không thể nghi ngờ nó êm tai mà đơn giản cây sáo thanh âm thanh thúy mang theo cái kia tiết núi âm điệu ở trong phòng quanh quẩn phản phất nhiễu lương dư âm từng vòng khuếch tán âm thanh vang lên sau một khắc duyên dáng âm thanh liền bộ hoạch một đống tiểu mê muội các nàng đại bộ phận còn nghe không hiểu khúc bên trong tiết núi nhưng mà êm tai là được rồi tỷ phu tỷ phu bảo châu muốn học cái này bảo châu muốn học cái này mưa bụi cũng muốn mưa bụi cũng muốn học lý tu trúc cười cười cũng không trách hai cái tiểu nha đầu đánh gãy cầm trong tay cây sáo đưa cho bảo châu thuận tiện đem trên bàn cây sáo đưa cho mưa bụi các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, thử trước một chút nhìn. Bảo Châu nhất là hăng hái, hít sâu một hơi hướng về phía cây sáo miệng thì khoát lát, mảy may không để ý mặt trên còn có Lý Tu chút nước bọt đâu. Hu hu ô ô, ồn ào mà đơn điệu âm thanh lập tức để cho âm thanh vừa loạn. Lý Tu trúc nhanh chóng mở miệng nói, cụ cụ, không cần dùng khí lực lớn như vậy, còn có án lấy lỗ thủng. Bảo Châu nghe vậy dừng lại, nghĩ nghĩ dừng lại, suy nghĩ kỹ mấy giây, cao mày đột nhiên hỏi, tỷ phu, ngươi ấn lỗ thủng trình tự là cái gì tới? Mưa bụi cũng gãi gãi đầu. Nói theo tỷ phu, ta cũng không nhớ kỹ." Lý Tu Trúc nhìn về phía Vân Sương, Phó Vân Sương lập tức hơi đỏ mặt, nhìn về phía một bên. Rõ ràng, cái này cũng là không có nhớ. "Tốt a, à, xem ra lão phó gia cũng không quá am hiểu ký ức." "Tới, ta dạy cho các ngươi thổi." Lý Tu Trúc nói xong, theo bản năng hướng về trên mặt bàn một cầm, lập tức khẽ giật mình. "Không có quên." "Tốt a, à, xem ra cái này lão Lý gia ký ức cũng không quá ổn." "Xong, đây nếu là cùng cái kia hổ bà nương có tể, chẳng phải là sinh ra một tên ngu ngốc tới." Phó Nguyệt Hoa hỗn đảng này nói là cùng ta sinh tể. Bọn hắn đến cùng đang làm gì? Vì sao lại đột nhiên nghĩ đến cái này? Nghĩ như vậy, Phó Nguyệt Hoa có chút ngồi không yên. Vang cầu phiếu phiếu, ngày mai ba canh. Tấu chương xong. Chương 38, Vân Sương biến hóa vi diệu. Tỷ phu, dùng ta a. À. Nhìn xem Phó Vân Sương đưa tới cây sáo, Lý Tu Trúc không có bất kỳ cái gì gánh vác liền nhận lấy, nhưng vừa lên miệng hắn liền sửng sốt một chút. Không có xoa. Quá mức, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp liền có thể ban thưởng ta nguyệt hoa tốt a có chút tiếng lòng là không khống chế được xem ra chỉ có thể khống chế chính mình không nói một chút sẽ bại lộ lời nói ân là thật là vứt bỏ liệu đi duyên dáng cây sáo âm thanh lần nữa vang lên lần này hai cái tiểu gia hỏa đều nghiêm túc nhìn lại bảo châu tuyệt hơn trực tiếp đi theo học được bất quá bảo châu khí thổi không vân tiếng địch đến nàng nơi này có chút tán lập tức đem duyên dáng tiếng địch hướng rơi xuống không thiếu trải qua thanh nhạc ba người đều biết cái kia tất cả thổi riêng có nhiều tạp âm cũng may trong nhà liền hai tiểu gia hỏa này thổi loạn Tăng thêm Lý Tu Trúc tiếng địch cao hơn hai người, cũng còn có thể chịu đựng. Lý Tu Trúc bỗng nhiên ngừng lại, cây sáo đưa cho Vân Sương đồng thời, đi tới Bảo Châu trước mặt mở miệng nói, Bảo Châu, ngươi âm thanh không vân, tới đi theo ta học. Hô! Hô hô hô! Khá lắm, một hơi thổi ra ba cái hơi thở điều, ta Lý Tu Trúc ai cũng không phục, liền phục ngươi. Cùng lúc đó, Phó Vân Sương tiếp nhận cây sáo sau bày thổi địch tư thế, kinh ngạc nhìn. Thật lâu Vân Sương ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, phản phất có quyết định nhìn lướt qua không có chú ý tới nàng tỷ phu, đem cây sáo đặt ở ngoài miệng. Vân Sương hơi đỏ mặt, phản phất có nhiệt khí tại hung lấy nàng, hung ánh mắt của nàng đều không mở ra được. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến bình bạc âm thanh. Kim Bình ngươi tại sao cũng tới? Kim Bình. Đại tỷ tới. Phó Vân Sương hốt hoảng quay người, vừa còn mặt đỏ thắm nhanh chóng biến trắng bệch. Tiểu thư để cho ta tới xem một chút các tiểu thư đang làm gì. Ta vừa vặn giống nghe được nhạc khí âm thanh, là cô gia đang dạy các tiểu thư thổi địch. Kim Bình là không phân rõ cái gì nhạc khí, nhưng mà nàng hôm nay thế nhưng là nhìn thấy cô gia mua cây sáo, đây nếu là không đoán ra được, vậy nàng liền có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Đúng vậy. Bất quá nhị tiểu thư không để chúng ta quấy rầy. Cho nên. Kim Bình mở miệng nói, đại tiểu thư để cho ta tới nhìn, vậy các ngươi đứng ở đây a, à, ta vào xem một mắt. Kim Bình nói, đẩy cửa ra đi đến, biết mắt liền thấy được bốn người. Bất quá có chút kỳ quái là nhị tiểu thư vì cái gì đưa lưng về phía nàng. Lý Tu Trúc tự nhiên nghe được cửa ra vào đối thoại, kỳ quái nhìn về phía Kim Bình hỏi, thế nào? Ẩm ý đến tiểu thư nhà ngươi sao? Vẫn là tiểu thư nhà ngươi có phân phó gì? Ngô, cũng không có. Tiểu thư chính là để cho ta tới xem một chút, ta cũng không biết nhìn cái gì. Nói xong Kim Bình nhìn về phía Phó Vân Sương cẩn thận hỏi, "Nhị tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Phó Vân Sương trải qua hơn 10 lần hít sâu, lúc này đã tốt hơn nhiều. Nghe vậy quay đầu, nhàn nhạt hỏi, "Ta có chuyện gì? Xem xong sao?" "Xem xong chúng ta muốn luyện cây sáo." Kim Bình lập tức phát giác nhị tiểu thư mất hứng trái tim nhỏ đi theo co rụt lại, lập lòe mở miệng nói, xem xong, xem xong, cái kia nhị tiểu thư ta đi. Như thế nào, ta để cho Kim Bình đến xem, ngươi như vậy vội vã đuổi nàng. Là đối với ta cái này làm tỷ tỷ an bài không hài lòng. Nói chuyện, Phó Nguyệt Hoa đi đến, lãnh nhược băng sương trên mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc. Đã như vậy, ta tới tự mình xem, cũng có thể a. À. Vân Sương cũng không nghĩ đến tỷ tỷ đích thân đến, nghe vậy mở miệng nói, tỷ tỷ tùy ý nhìn chính là, chính là ta cảm thấy chúng ta cũng cần một chút tư ẩn, nha hoàng xem xong không có chuyện hay là muốn trời đi. Phó Nguyệt Hoa không có lại nói cái gì, mà là tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn về phía mấy người. Nhưng Phó Nguyệt Hoa làm thành như vậy, nhất thời hai cái tiểu gia hỏa không dám thổi, lão nhị Phó Vân Sương không muốn thổi. Lý Tu Trúc liếc mắt nhìn, lại nhìn về phía Phó Nguyệt Hoa, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Nhìn cái này cọp cái cho hai cái tiểu gia hỏa dọa đến, cái này còn thế nào vậy? Phó Nguyệt Hoa trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu em mờ bán phê. Nhưng để cho Phó Nguyệt Hoa càng không có nghĩ tới chính là Lý Tu Trúc lời kế tiếp. "Nguyệt Hoa, ta biết ngươi ôm nhu hiền lành, vì bọn muội muội không đi lệch ra cũng rất chăm chỉ. Nhưng ngươi nhìn ngươi cũng một ngày mệt nhọc, bây giờ thật vất vả nhiều một chút nhàn rỗi, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút a. À. Ngươi nhìn ngươi cái này mắt quần thâm, ta xem đều đau lòng. Ha ha, ôm nhu. Hiền lành. Nếu là ta không nghe thấy tiếng lòng của ngươi, ta suýt nữa liền tin a. À. Thật là, ta Phó Nguyệt Hoa thực sự là chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sĩ như thế. Phó Nguyệt Hoa mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng trên mặt lại mặt không thay đổi nhìn xem, phản phất tự hồ muốn nói, bất định hót, nhanh chóng bắt đầu các ngươi biểu diễn nhìn phó nguyệt hoa bất phi sở động lý tu trúc cười cười tới tiểu tam tiểu tứ chúng ta không sợ chúng ta cho tỷ tỷ biểu diễn một chút yên tâm tỷ tỷ là thương các ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đánh các ngươi bảo châu nghe vậy nhìn về phía đại tỷ nháy nháy mắt to dường như xác định hỏi thật sự sao đại tỷ phó nguyệt hoa lúc này mới lộ ra nụ cười em ái nói ân tỷ phu ngươi nói rất đúng phạm sai lầm đại tỷ sẽ phạt các ngươi nhưng mà không có phạm sai lầm tỷ tỷ lúc nào phạt qua các ngươi có phải hay không bảo châu nghĩ nghĩ lại nhìn một chút tỷ phu sau gật đầu một cái. Bảo Châu cầm lấy cây sáo vừa định thổi, Lý Tu Trúc liền mở miệng nói, Bảo Châu, ngươi còn nhỏ, thổi thanh âm không lớn, nhận được bên cạnh tỷ tỷ thổi nàng mới có thể nghe rõ. Đúng, mưa bụi cũng tới, để các ngươi tỷ tỷ cho các ngươi chỉ điểm một chút. Nhìn xem Lý Tu Trúc trên mặt như có như không cười xấu xa, Phó Nguyệt Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỗn đảng này muốn làm gì? Chờ đã, đúng rồi, tiểu hài tử vừa học nhạc khí làm sao lại êm tai. Phó Nguyệt Hoa xem thấu Lý Tu Trúc mưu kế, nhất thời mở miệng nói, tu trúc, ngươi bồi ta cùng một chỗ nghe đi. Lý tu trúc nghe vậy sắc mặt biến hóa, lập lòe cười cười. Ta một mực tại nghe a, à, chúng ta không phải cũng ở đây thế này. Xong con nghe, bị nàng xem thấu. Phó Nguyệt Hoa nháy mắt mấy cái, ánh mắt bên trong tựa hồ có quan, mang theo một điểm hy vọng nói, vậy ngươi bồi ta nghe một chút, chúng ta thành hôn thành vội vàng, còn không hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Ta ngày bình thường vội vàng, hiếm có khoảng không. Mắt thấy Lý Tu Trúc mặt lộ xoắn xuýt, Phó Nguyệt Hoa cười nhẹ hỏi, như thế nào? Tu Trúc không muốn bồi ta nghe, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, bất quá đáp ứng ngươi cái kia 5.000 lượng trước hết không cho ngươi. Từ mai ngươi trước hết bồi ta cùng một chỗ quản lý việc nhà A, chờ ta cảm thấy ngươi có thể một mình gánh vác một phương, lại để cho ngươi đi làm mình sự tình. Cơ nờ, lão lục hành vi A. Không đợi Lý Tu Trúc mở miệng, hai cái tiểu gia hỏa không vui, các nàng mới không muốn Lý Tu Trúc bồi đại tỷ không bồi các nàng đâu. Tỷ phu, nghe đi, nghe đi, bảo châu thổi vừa vặn rất tốt nghe xong. Ha ha, ngươi đoán ta tin hay không? Tỷ phu, mưa bụi thổi dễ nghe hơn ngươi có thể tính đi, ngươi còn không có bảo châu thổi hảo đâu. Tấu chương xong. Chương 39, tỷ phu dạy cho chúng ta thổi tiêu a. Hai cái tiểu gia hỏa đều lên tiếng, Lý Tu Trúc còn có thể thế nào? Hảo, tỷ phu cùng chị ngươi tỷ cùng một chỗ nghe. Hừ, liền biết gia hỏa này không có ý tốt, hại người hại mình, đáng đời. Bất quá Phó Nguyệt Hoa cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, chẳng phải không dễ nghe sao, vấn đề không lớn, một hồi khen nữa một chút hai cái tiểu gia hỏa. Hấp khí. Bảo Châu cái khác không có nhớ kỹ, liền nhớ kỹ lý tu trúc nói nàng âm thanh nhỏ không phải sao vừa mới tới liền lên cái hít sâu lập tức cho lý tu trúc sợ hết hồn ô ông ân chói tai tạp âm phản phất ma pháp công kích từng lớp từng lớp phóng tới lý tu trúc cùng phó nguyệt hoa bảo châu tay nhỏ ngược lại là còn nhớ rõ theo lỗ chính là ấn tốc độ quá chậm đều thành đơn âm còn không có phản ứng lại phó nguyệt hoa đầu ông trống rỗng nàng phản ứng lại lông mày không bị khống chế nhảy lên ngay tại nàng vừa định ngăn lại thời điểm lý tu trúc tiếng lòng vang lên muốn hay không đánh gãy, người khác nghe hát êm tai, ta cái này nghe hát muốn mạng a. Nhưng tiểu gia hỏa cố gắng như vậy, mặc dù cũng là tạp âm, nhưng nếu là tùy tiện đánh gãy của mắng một trận, cái này âm nhạc lộ liền đoạn mất a. Tính toán, nhìn một chút liền đi qua. Phó Nguyệt Hoa há to miệng, lời đến khóe miệng cứng rắn nuốt xuống. Lý Tu Trúc một cái tiện nghi tỷ phu đều có thể nhẫn, nàng cái này đích thân tỷ tỷ vì chính mình muội muội nhìn một chút thế nào. Hơn nữa bình thường lại không cần nàng la giáo, tự có Lý Tu Trúc khó chịu ngắn ngủn một cái sơ điều bất quá sáu cái âm thời gian mấy hơi thở nhưng phó nguyệt hoa lại phản phất một ngày bằng một năm sơ giọng một đoạn ngắn rơi xuống phó nguyệt hoa nửa ngày không có phản ứng kịp bất quá nhìn thấy tam muội tứ muội hy vọng ánh mắt phó nguyệt hoa mới nhớ tình huống hiện giờ tiểu tam tiểu tứ các ngươi thổi rất tốt rất chăm chỉ đợi một thời gian nhất định sẽ trở thành âm nhạc đại gia đại tỷ ủng hộ các ngươi vậy các ngươi cùng tỷ phu dụng tâm luyện tập a đại tỷ còn có việc liền không bồi các ngươi phó nguyệt hoa nói xong đứng lên liền hướng trốn đi chỉ là cước bộ nhìn qua xiên xẹo, so tân hôn thiếu phụ đi còn khó chịu. Vân Sương cách khá xa ngược lại là không bị đến lớn như vậy đã kích, nhìn thấy đại tỷ chật vật chạy trốn, nhất thời phốc phốc một tiếng bật cười. Cũng may Phó Nguyệt Hoa lúc này trong lỗ tai cũng là ông ông tiếng vang, không có quá nghe rõ, bằng không thì sợ là muốn xấu hổ vạn phần. Đại tiểu thư ngươi thế nào? Xuyệt, Kim Bình, Bình Bạc, dìu ta trở về phòng. Lúc này Bảo Châu cùng mưa bụi hai cái tiểu gia hỏa tiến tới Lý Tu Trúc bên cạnh, vui vẻ nói, tỷ phu, tỷ phu, nhanh dậy cho chúng ta tiếp theo đoạn A, tỷ tỷ cũng khoe chúng ta thổi hảo có thiên phú đâu đúng nha đúng nha lý tu trúc vừa vặn điểm lỗ tai nghe được hai cái tiểu gia hỏa nói như vậy lập tức liếc mắt dạy cái rắm ai dạy các ngươi như vậy dùng sức thổi thổi tỷ phu đầu ông ông tỷ phu ngươi gạt người đại tỷ vừa còn khen chúng ta đâu nhìn xem bảo châu một mặt dáng vẻ không phục lý tu trúc nghe tiếng tức giận nói nàng khen các ngươi còn chạy nhanh như vậy nàng là bị hai người các ngươi tiểu gia hỏa tạp âm công kích cả sợ a tốt bây giờ một lần nữa học thổi hơi nhất là ngươi bảo châu ngươi lại lớn tiếng như vậy, ta về sau cũng không mua cho ngươi lễ vật. A, à, Phó Bảo Châu một mặt thất lạc lên tiếng, nhìn Lý Tu Trúc trong lòng tê rần. Lý Tu Trúc lập tức đem Bảo Châu bế lên, đặt ở một cái chân của mình bên trên, nghĩ nghĩ thuốc lá mưa đặt ở trên một cái chân khác, rồi mới lên tiếng, thất bại là mẹ thành công, bất luận người nào thành công cũng là xây dựng ở ngàn ngàn vạn vạn lần thất bại phía trên, các ngươi mới thất bại một lần, suối quẩy cái gì? Có chút biểu diễn nghệ nhân, thế nhưng là vì trên đài cái kia 10 phút biểu diễn, luyện hơn 10 năm. Nghe xong biểu diễn nghệ nhân, Phó Bảo Châu nhất thời liền lệch ra lầu tỷ phu, ngươi có thể mang bọn ta đi xem biểu diễn sao? Ta có thể nghĩ đi xem biểu diễn. Lý Tu Trúc nghe vậy khẽ giật mình, cái này hắn thật đúng là không có cách nào đáp ứng, dù sao chính hắn đi ra ngoài cũng là vừa phải phê chuẩn. Dường như nhìn ra Lý Tu Trúc khó xử, Vân Sương đi lên trước sờ lên hai cái đầu của muội muội, ôm nhu nói, chuyện này tỷ phu không làm chủ được, các ngươi cũng đừng khó xử tỷ phu có hay không hảo. Tới, chúng ta tiếp tục học cây sáo a. Lý Tu Trúc nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa thất lạc dáng vẻ, nhìn lại một chút Vân Sương, bỗng nhiên mở miệng nói, cũng không phải không được, bất quá không có âm thanh biểu diễn có thể sao? Không có âm thanh. Cho dù là dạng này, cũng đủ làm cho hai cái rưỡi tiểu gia hỏa hưng phấn. Thật sự sao, tỷ phu? Đương nhiên. Tỷ phu lừa qua các ngươi sao? Bất quá các ngươi phải thật tốt thổi địch mới được, chỉ cần cái này một bài khúc học xong, tỷ phu liền để các ngươi xem biểu diễn. Có vấn đề, nhưng mà vấn đề không lớn, phó gia đến cùng không phải bình thường gia đình, có rất nhiều có lợi chỗ. Hắc hắc. Tỷ phu, vậy chúng ta học khúc a, ta cảm thấy ta chắc chắn rất nhanh liền có thể học được. Tốt, các ngươi trước tiên luyện thổi hơi, ta trước tiên dạy các ngươi nhị tỷ. Vân Sương, ngươi trước tiên đem ta vừa rồi dạy ngươi sơ điều thổi một lần. Phó Vân Sương nghe vậy liền đem cây sáo đặt ở bên miệng, nhưng mà đến thổi thời điểm, nàng bỗng nhiên sửng sốt. Vừa rồi chỉ biết tới nhìn tỷ phu, quên nhìn làm sao bây giờ. Mặc dù đại khái nhớ kỹ một chút ấn tượng, nhưng mà nhưng mà vừa rồi hai cái tiểu gia hỏa như vậy một trận quấy rối, quên a. Ân. Bắt đầu a phó vân sương sắc mặt càng ngày càng đỏ cuối cùng yên lặng cúi đầu ngượng ngùng nói vừa rồi bảo châu cùng mưa bụi như vậy một lòng cho ta nghe quên nói xong vân sương hung hăng trợn mắt nhìn hai cái tiểu gia hỏa một mắt nhưng hai cái tiểu gia hỏa căn bản vốn không như vậy sợ vân sương tăng thêm tỷ phu tại cái rắm phía dưới gan lớn rất nhiều bảo châu hướng về phía vân sương le lưỡi còn làm một mặt quỷ lẹp lẹp lè lẹ, nhị tỷ đần quá còn không có ta cùng mưa bụi thông minh mưa bụi nhìn một chút nhị tỷ lại nhìn bảo châu mười phần thức thời vụ không có trào phúng ngốc bảo châu ngươi liền đợi đến nhị tỷ trở về đánh ngươi cái mông a mưa bụi mới không trào phúng nhị tỷ đâu hắc hắc nhân gia thông minh đâu lý tu trúc có chút tê dại đột nhiên cảm giác được chính mình cũng ngây dại không có việc gì dạy tam nữ học cây sáo làm gì dạy đánh bài không tốt sao vỗ vỗ hai cái tiểu nha đầu đem hai cái tiểu nha đầu để dưới đất sau lý tu trúc lúc này mới đưa tay ra đối với vân sương mở miệng nói tới tỷ phu sẽ dạy ngươi nhóm một lần vân sương phản ứng lại dây thứ nhất lập tức đưa lên trong tay cây sáo ngay sau đó lại có chút đỏ mặt lý tu trúc ngược lại là không có chú ý mà là trầm xuống tâm thổi duyên dáng âm thanh vang lên lần nữa phản phất liền vừa rồi tạp âm đều bị gột rửa không còn một món để cho người ta tinh thần chấn động chờ lý tu trúc thả xuống cây sáo phó vân sương bỗng nhiên mở miệng nói tỷ phu nghe nói tiêu thanh canh kéo dài nhu hòa ngươi vì cái gì không dạy chúng ta thổi tiêu lý tu trúc nghe vậy trì trệ thổi thổi tiêu thành như phó vân sương lời nói tiêu thanh canh kéo dài nhu hòa nhưng mà cái này tiêu bị chơi hỏng a ngược lại hắn thì sẽ không thổi, đời này cũng sẽ không thổi. Đến nổi dậy ba cái tiểu di muội, Lý Tu Trúc xem di muội nhóm đỏ tươi môi đỏ, bỗng nhiên không biết như thế nào đáp. Khụ khụ. Tấu chương xong. Chương 40, phương bắt người tới cầu còn công chúa. Vân Sương A, tỷ phu mặc dù cảm thấy thổi tiêu không tệ, nhưng mà tỷ phu chính mình cũng không thích thổi. Bất quá âm nhạc loại vật này vốn là liên hệ, nếu là ngươi về sau nghĩ thổi, có thể tự mình cảm ngộ, bất quá cái này cần cần nhất định âm nhạc tạo nghệ. Tóm lại, tự ngộ A. Vân Sương nghe vậy gật đầu một cái, cảm thấy lưu lại cái hạt giống, chờ sau này chính mình âm nhạc tạo nghệ cao, nhất định phải tự học một chút. Thời gian tại học tập trong âm nhạc một chút đi qua, mắt thấy sắp ăn cơm tối, Phó Vân Sương bỗng nhiên mở miệng nói, tỷ phu, có thể nghe ngươi thổi một khúc sao? Ngô, không nghe cái này, ta muốn nghe sung sướng một điểm, cái này có chút ưu thương. Lý Tu Trúc sững sờ, ngược lại là không để ý đến ảnh hưởng tâm cảnh vấn đề này, bất quá vấn đề không lớn, không phải liền là vui sướng sao? Đơn giản. Vui sướng làn điệu vang lên, ngắn mũi thanh dương, dần dần chuyển, dần dần chuyển, tiếng địch vung lên, âm vận du dương nhu chuyển, dễ nghe êm tai, giống như tinh linh tại kêu khẽ ô yết. Giờ khắc này hai cái rưỡi tiểu gia hỏa đều nghe như si như say, yên lặng vui sướng trong hải dương. Đương nhiên cũng không chỉ là các nàng, ngoài cửa còn có mấy cái thị nữ cũng là như thế. Không ai mở miệng, tất cả mọi người là bình tĩnh nhìn về phía Lý Tu Trúc gian phòng, lắng nghe cái này mỹ hảo mà vui sướng âm nhạc. Một khúc thôi, Lý Tu Trúc lúc này mới thả xuống cây sáo. Tỷ phu, bài hát này tên gọi là gì a? À? Thật vui sướng bộ dáng. Lý Tu Trúc nghe vậy cười cười. Kêu lên núi. Đừng quản hoa cháo đạo văn không có đạo văn, nhưng mà ca thật sự êm tai. Bài hát này cây sáo phiên bản cũng phá lệ vui sướng êm tai. Rời núi. Vì cái gì kêu lên núi a? À? Ngô, Bảo Châu ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao sao? Tốt, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Cùng lúc đó, Phó Nguyệt Hoa mang theo mấy cuốn vẽ tiến vào Phó Văn Chương thư phòng. Sở dĩ lúc này tới là bởi vì, lúc chiều Phó Văn Chương còn không có từ trong cung trở về, hiển nhiên là cùng quan gia đàm luận tới nhìn thấy phó nguyệt hoa phó văn chương cũng có chút ngoài ý muốn thế nào nguyệt hoa cái này đều ăn giờ cơm ngươi trả qua tới phó nguyệt hoa nghe vậy hỏi một câu phụ thân đại vận hà không phải tu không thể sao phó văn chương mặc dù không biết vì cái gì phó nguyệt hoa một mực chú ý cái này nhưng nghe vậy vẫn gật đầu mở miệng nói đại vận hà tu kiến công tại đương đại lợi tại thiên thu ta cùng hoàng thượng đều tận sức tu kiến phó nguyệt hoa nghe vậy gật đầu một cái không nói thêm lời tất nhiên không cách nào ngăn cản vậy thì tận lực làm đến tốt nhất phụ thân ngươi đến xem những thứ này, có thế đối với ngài khai cuộc đại vận hà có trợ giúp. Phó Văn Chương khẽ giật mình, nhưng biết nữ nhi không phải chơi đùa tính tình, cũng chia phải rõ ràng công và tư. Là lấy Phó Văn Chương nhìn về phía những cái kia bức tranh, một bức tranh mở ra, vậy mà không phải vẽ, mà là rậm rạp chằng chịt chữ. Đây là Đại vận hà khai cuộc khả thi phương án. Theo nhìn xuống, càng xem Phó Văn Chương càng là giật mình, ngay sau đó hỏng vào. Cái này viết, quá đầy đủ hết, hàm cái sở hữu khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Xử lý biện pháp, khai cuộc tiến độ, tiền kỳ chuẩn bị thậm chí còn có giám thị cùng dụng binh chờ phó văn chương lúc lấy lại tinh thần phó nguyệt hoa còn tại chỉ là là ăn cơm trở về nhìn qua những quyển trục này nàng biết rõ những quyển trục này có nhiều hấp dẫn người lại có thể nhìn bao lâu đến nỗi phụ thân chưa ăn cơm người cả nhà đầu đều bị lão cha đừng trên quần đói một bữa hai bữa không có gì đây nếu là lý tu trúc biết cao thấp đến cả hai câu là có thân tình nhưng mà không nhiều phó văn chương nhìn thấy phó nguyệt hoa một khắc này liền kích động hô nguyệt hoa đây là đâu tới quả thực là đại tài, đại tài a. À. nhanh cho cha dẫn tiến một chút. phó nguyệt hoa thả xuống chén trà, nhàn nhạt mở miệng nói, cha ngươi đừng kích động, hắn là không thể nào cùng ngươi vào triều làm quan, cho nên cha ngươi liền chết cái ý niệm này a. À. phó văn chương chưa từ bỏ ý định, như vậy đại tài há có thể xem thường từ bỏ. thật sự một điểm không có khả năng, tuyệt đối không thế. nói xong phó nguyệt hoa liền không lại nói vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, ngài hãy nói, những nội dung này có thể bảo chứng tại không xuất hiện tai nạn tình huống phía dưới, an ổn không làm cho kêu ca đem đại vận hà đào xong sao? phó văn chưa nghe được đối phương không muốn ra làm quan lập tức khá là đáng tiếc chỉ cần đối phương nguyện ý ra làm quan lấy năng lượng của hắn tài hoa như vậy chính là tam công cũng là chuyện sớm hay muộn có thế nhất định có thể chỉ là bây giờ đào đại vận hà sự tình có thể đến chậm rãi phó nguyệt hoa nghe vậy khẽ giật mình phía trước không phải bộ dáng rất thấp sao phụ thân là phát sinh đại sự gì sao phó văn chưa nghe vậy gật đầu một cái mở miệng nói quả thật có chút chuyện tính toán đại sự cũng không coi là chuyện lớn phía bắt người đến Tân La bên kia muốn cầu triều ta thượng công chủ, vì thế tại biên cảnh đồn 10 vạn quân binh. Nếu là triều đình không cho phép, vậy cái này 10 vạn quân binh qua 15 tháng 8 liền sẽ xua quân xuôi nam. Phó Nguyệt Hoa nhân tê, cái này đều phải đánh giặc, cái này gọi là không phải đại sự sao? 10 vạn người đâu? Triều đình kia chuẩn bị như thế nào? Muốn đánh sao? Phó Văn Chương nghe vậy lắc đầu. Hẳn là không đánh được, bây giờ trên triều đình chủ trương thượng công chủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ đây chính là định cục. Bất quá còn công chúa, chỉ sợ tu kiến đại vận hà chỉ có thể chờ đợi sang năm quốc khố thu thuế đi lên. Phó Nguyệt Hoa sắc mặt không phải rất tốt, thượng công chủ nói là hòa thân, nhưng không bằng nói là bồi thường tiền bồi nữ nhân. Chuyện này đối với nàng một nữ nhân mà nói, nàng cảm thấy đây là sỉ nhục, không chỉ là đối với nữ tính, cũng là đối với quốc gia. Đáng tiếc, loại chuyện này nàng một cái vô quan vô chức nữ nhân căn bản không có khả năng thay đổi gì. Cái kia phụ thân biết còn công chúa có thể là ai sao? Phó Văn Chương liếc mắt nhìn nữ nhi, một chút liền đoán được Phó Nguyệt Hoa tâm tư, thở dài một chút mở miệng nói bây giờ đến lúc lập gia đình cũng chỉ có văn khiết công chúa và văn hoa công chúa hai người ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều phó nguyệt hoa nghe vậy sửng sốt một chút tiếp đó gật đầu một cái văn khiết văn hoa nàng cũng nhận biết hai người này cùng nàng niên linh tương tự trước đó tham gia qua thi hội trong đó văn khiết công chúa cùng với nàng quan hệ tốt nhất là khó được khuê mật không nghĩ tới nàng sẽ gặp phải loại sự tình này phụ thân ta đi xuống trước ân chớ suy nghĩ quá nhiều ngươi cũng vô lực thay đổi mà liền tại phó nguyệt hoa cùng phó văn chương lúc gặp mặt lý tu trúc cũng là hiếm thấy thanh nhàn liếc nhìn xuyên qua lúc phụ tặng trống không sắc nhìn một chút hắn bỗng nhiên có điểm tâm mệt mỏi bởi vì cái gì đâu bên trong đồ tốt cỡ nào nhiều nhiều lắm chỉ cần biết rằng tên đều có thể chế tạo nhưng mà chế không được dùng được cái bòi có thể tạo nên cũng liền một chút quá độ đồ vật tỉ như nói người nào công việc cày có cái cầm khí lực chính mình liền có thể kéo cày ngưu đều tiết kiệm được nhưng mà cái này ngoại trừ tế thế cứu dân còn có khác dùng mấu chốt là hắn không muốn ra đầu nghĩ nằm ngửa a tốt a nghĩ nằm ngửa đồ ăn cũng ắt không thể thiếu nếu không thì quay đầu cho cha vợ đây cũng là hắn vì này thiên hạ vạn dân làm cống hiến bất quá hắn bây giờ muốn nhất là tự vệ cho nên hắn nghĩ tạo thương a thế nhưng là súng ống cái kia phức tạp công nghệ khỏi cần phải nói một cây ống thép liền đều có thể làm khó hắn ai nếu là có bản thân công bí tịch liền tốt cái gì dịch cân kinh kim cương bất hoại thần công bắc minh cảm tạ sự ủng hộ của mọi người ba canh đứng lên tận lực ổn định cầu về sau cũng nhiều ủng hộ tấu chương xong